Giang, lũ tham quan hai hùng, soi ước quan lòng dân, tông thế kiệt lưu gia. Khi coi đời còn nhiều cái đắng danh lời nhồng nhăng, ai đam mê phù hoa nhung gắm để thấy những người chê trong miệt mài gian khó không ngại chùng chân, thương dân còn đang rên xiết do lũ quân tà giang. Đêm mưu thần dùng tri dân hùng làm soi diệt lũ tham quan vì dân làm than, ta kiên gan vượt qua bao dòng sông cuồng cho đời tươi càng thêm tươi. Làm soi diệt lũ tham quan vì dân làm than, ta kiên gan vượt qua bao dòng sông cuồng cho đời tươi càng thêm tươi. Khi cuộc đời còn nhiều cay đắng danh lời nhọc nhằn, ai đam mê phù hoa nhung gắm để thế nhân cười chê phong trầm miệt mài gian khó không ngại chùng chân, thương dân còn đang rên xiết cho lũ quân tà gian, thương dân còn đang rên xiết do Yến ơi, Yến à, chờ anh đi với. Sao mà đi nhanh dữ vậy? Ủa, anh không tin. Em đói bụng quá à, định vào quán ăn uống rồi đi bán dầu. Còn anh đi đâu đó? Anh đi chợ mua thức ăn cho cậu mợ. Em bé hôm nay ể mình. Ủa, ể mình là gì vậy anh? Trời ơi, ể mình tức là không được khỏe đó. Tao nói văn chương lưu loát như vậy mà cũng không hiểu nữa. Cũng phải nói văn chương nữa hả? Chứ sao, mợ không đi chợ được nên mới nhờ anh á. Anh đói bụng không? Mình vào quán nha. Yến à, hôm rày á không gặp em anh nhớ thấy mồ à. Nè, bộ em đói dữ lắm sao mà gấp quá vậy? Anh muốn nói chuyện với em. Muốn nói gì thì cũng phải vào quán ngồi đàng hoàng, chớ đứng ở ngoài đường nói chuyện hả, người ta cười chết đó. À ha, quên, anh quên là mình đang ở trước quán. Thôi, mình vào đi em. Dạ. Nè, đưa thánh dầu cho anh. Em ăn gì? Ăn bánh bao trước đi. Tiểu nhị, cho hai cái bánh bao. Có gai. Nè, anh muốn nói gì với em vậy? Nữa, làm bộ nữa. Nè, hôm nay á em làm gì ở nhà mà không qua thăm anh? Anh còn nói nữa hả? Em giận anh nhiều lắm đó.
anh biết không? Giận anh? Anh làm gì mà em giận anh? Mấy hôm nay nè, người ta không được đi đâu, buồn sầu muốn chết, nấu dầu liên miên, áo quần xốc xếch hết à. Chỉ chờ một người tìm đến hỏi thăm, bỗng nhiên mất dạng âm thầm. Chắc có cô nào ước hẹn trăm năm, nên mới hững hờ lặng câm. Em đoán không sai, anh đang minh thề chờ đợi một ngày hôn lễ thành thân, để quyên ương kết mộng châu trần. Yến có vui mừng hay không? Chẳng biết tại sao cái lỗ tai em nó lùng bùng hết. Anh nói cái gì em không có nghe. Không biết hay là giả bộ đó? Không có nghe thiệt mà. Nói lại đi. Em biết không, cái tánh của anh nó lạ lùng lắm. Nói một lần mà người ta không nghe hả thì không thèm nói nữa. Nhưng mà em muốn anh phải nói với em một lần nữa cho em nghe. Thôi nè, trời muốn đứng bóng rồi đó, em đi bán dầu đi. Xế chiều á anh qua nhà anh nói tiếp cho nghe. Không, nếu anh không nói em ngồi ở đây hoài cho dầu ế luôn, cho vừa bụng của anh. Ý, không có được đâu. Dầu mà ế á em bị cha mẹ la rầy đó. Thôi để anh nói. Mà cái này á, người ta yêu cầu anh nói nha. À, khi nãy anh kể đến đâu rồi? Anh nói là đang minh thệ gì đó, rồi kết mộng châu trần gì đó. Ủa? Sao em nói là lỗ tai lùng bùng, nghe không được mà sao? Thì nghe tiếng được tiếng mất chứ bộ. Dạ anh nói không? Thôi được rồi, để anh nói. Anh nói nha. Anh nói là anh đang yêu một cô gái có nhan sắc mặn mà, duyên dáng dễ thương. Mà anh tưởng tượng mây thua, mái tóc tuyết nhường làn da, nhất định là anh sẽ cưới. Thôi anh đừng có nói nữa mà. Em đã biết anh lọc lừa gian dối không chân thành, bấy lâu ước mơ xây đắp, gửi tròn niềm tin dâng trái tim son không màng sang hèn. Nhưng nào ngờ đâu dở dang duyên đầu, khi đã biết anh đổi thay ân tình, đắng cay thôi đời bạc đen, trách mình vì tin nên gánh thương đau âm hận riêng mình. Xin em hãy nghe lời anh càng to ngôn nguồn, chớ ghen chớ hờn chớ trách, kéo tội người ta ngơ ngắn bơ vơ trơ trọi một mình. Trong cuộc đời anh chỉ yêu một mình Tiêu Yến thôi, hứa không hài lòng. Chúng ta sẽ làm đám cưới có tiêu màu son, đâu những cô dâu từng bừng rộn ràng. Ủa, nãy giờ anh nói người anh yêu anh sẽ cưới là em đó hả? Thì anh yêu có một mình em, cho nên anh ráng dành dụm tiền á, thưa với cha mẹ cưới em chứ cưới ai bây giờ, chưa gì đã đổ quạo hả? Ai mà biết đâu, anh không nói tên em đâu có biết, tưởng anh mê cô nào bỏ em chứ. Em đánh giá anh thấp như vậy đó hả? Thôi cho em xin lỗi nghe. Ý chết rồi, lo nói chuyện mà quá trưa, làm sao em gánh ra chợ bỏ mối cho kịp đây. Chắc bữa nay bị chửi quá. Không sao đâu, em ở đây chờ anh, để anh vừa gánh vừa chạy ra chợ, như vậy mới kịp. Rồi anh trở lại đây, hai đứa mình cùng về. Chịu không? Dạ, cũng được. Anh ơi, anh đi nhanh nghe anh. Vậy em ở đây chờ anh nha. Dạ. Bỗng công tử, hàng lạ, đẹp quá công tử ơi. Ta thấy nãy giờ rồi, để đó cho ta. Kính chào cô nương.
Chào ông. Cái tiếng xưng hô bằng ông làm cho tôi có cảm tưởng mình khoảng chừng 70. Tôi còn trẻ mà cô. Tôi biết phải gọi bằng gì khi chưa quen biết với ông. Thì trước lạ sau quen. Tôi tên là Ái Sắc, con trai cưng của quan tri huyện vùng này. Cô gọi là công tử được rồi. Xin phép cô nương cho tôi ngồi cùng bàn trò chuyện. Giữa tôi và công tử có chuyện gì phải nói? Có chứ. Công tử mà gặp giai nhân thì có biết bao điều. Lời thương y mến đổi trao, nếu như cùng giao kết thân hòa giao duyên số cũng nhờ trời cao. Nhan sắc cô mặn mà thêm dáng xinh thật thà, khiến cho lòng tôi luôn ngẩn ngơ, ước mong gần người ngọc trong mơ. Khuyên ông nín ngay, tôi không thích nghe dễ dàng đưa lời vô duyên. Cha ông chức cao muôn dân để kiên, nên phải giữ lòng thanh liêm, không nên để tai tiếng tràn lan chuyên lê lã dâm đảng dọc ngang, dẻo như nhuốc con gái nhà quan. Đừng nên dạy khôn mà nguy, thân nữ nhi ra gì không thể đem so bị, chớ mong cầu cao. Cho nhà ngươi biết, công tử mà thích thì đố ai dám cãi, dở giọng thầy đời e phải thảm tai. Nè nè chịu anh đi, em sẽ gặp dịp mai, vàng bạc sẽ có ngay chỉ cần chịu công tử. Quân cuộc ngôn vô độ, cô nương sẽ cho bọn bay bài học nhớ đời. Ngon ha, rượu mời chẳng uống, thích uống rượu phạt phải không? Đừng có than đất trách trời. Gia nhân. Dạ. Bắt sống nó đem về dinh phủ. Xin tuân lệnh. Thấy hồn em, thân nhi nữ yếm mang quần giận, chỉ phòng thân dài miếng vỏ tầm thường, sánh sao được cùng đội quân dũng mãnh. Đêm nay ta và nàng cùng sánh vai vào đỉnh Du Sơn. Đem nó về. Quân cẩu trệ, thả ta ra. Hùng Tinh ơi, anh Hùng Tinh. Hả? Thằng khốn kia, mày tên gì, ở đâu, vô cớ dám gây sự với con quan tri huyện hả? Mày nói mau. Ta tên là Hùng Tinh, ở làng Tân Thời, huyện Hồ Nam, cha mẹ chuyên bán dòng sinh sống. Mi á là con quan mà dọc ngang vọng động, ta thấy cha mi dạy dỗ mi á như dạy một đứa ngu si vậy đó. Cút đi, lần này á ta chỉ cảnh cáo, lần sau ta lấy mạng đó. Được, đi. Mi sẽ trả một cái giá rất đắt về chuyện hôm nay. Gia nhân, về. Hùng Tinh. Tự Yến. Cha ơi, cha ơi, cứu con cha ơi. Kìa, Ái Sắc, quý tử của cha, tại sao áo quần con tơi tả, mặt mày lem luốc tím bầm, tóc tai thì rũ rượi, còn ấu đả với ai phải không? Cha phải nói là con của cha bị người ta đánh. Hả? Ai dám đánh con? Nó. Nó là ai? Nó tên là Hùng Tinh, cùng con Tử Yên y sức nghinh ngang, xem thường con quan triều thanh, đánh con xong còn thách thức không tha cha già. Vì sao dương phải vòng tai ương, kể rõ cha tường chi, không thể nào thứ tha cho phường súc sinh. Cha, cha phải hiểu cho con.
con đến tuổi trưởng thành, cần ao ước mộng tình xuân. Lòng sao xuyên khi đối diện cùng tự nhiên. Lời mong ước trao niềm lưu luyến, để phí nguyện ca nước hòa duyên hai họ chung nhà. Có ngờ đâu xảy ra chuyện bất hòa. Hùng Tinh đã gá nghĩa cùng Tử Yến, xui khiến con thẹn mình là kẻ đến sau. Tức giận có đôi lời nặng nhẹ cùng nhau, gia nhân mới xông vào trừng trị cái phường vô loài. Nó giỏi giỏ lanh tay con làm người bị hại, còn mắng chửi phụ thân không biết dạy con mình. Hả? Chả quyết thề một lời không tha thứ Hùng Tinh, dù phải đến triều đình thành ban cùng đối diện. Thử xem giữa đôi bên ai giỏi tài ngụy biện. Đã dăng vuốt râu hùm, chuyện bé sẽ thành to. Cha ơi cha, ở huyện này nè, xưa nay ai cũng kiêng nể phụ thân. Cái thằng Hùng Tinh nó dám đánh con, chỉ vì nó dựa thế thân của cậu nó đó. Cậu nó là ai? Là trạng sư Tống Thế Kiệt. Tống Thế Kiệt? Dạ. Tưởng ai xa lạ, chứ còn tên trạng sư đã trao ấn từ quan, đối với ta chỉ là phường hạ dân trói gà không chặt. Chúng nó dám chạm đến con cưng của cha thì toàn gia họ Tống sẽ làm ma âm phủ. Dạ, con đội ơn cha, con đội ơn cha. Con hãy chờ xem cha hành động. Dạ. Đố em biết ai không? Anh thật rõ ràng, giấu đầu lòi đuôi, bịt con mắt của em mà lên tiếng hỏi. Chẳng khác nào lại ông tôi ở bụi này. Ờ hả? Sao anh ngu quá trời vậy? Mà đúng rồi, cứ hễ mỗi lần gặp em đó, tim của anh nó cứ đập hồi hộp. Thành ra anh làm cái gì cũng hỏng. Hỏng được phải không? Thì ghét. Đàn ông của mấy anh là vậy đó, chưa vào cuộc thì nói cái gì nghe cũng dễ thương, đến khi bướm chán ông trường thì hành động gì cũng thấy ghét hết á. Với ai á thì không biết, còn với anh á thì... Thì sao? Quyết trọn đời trọn kiếp yêu em, một lời đã hứa thề không đổi dời. Chẳng may mỗi đứa mỗi nơi, thà là anh chết chứ làm sao xa rời. Riêng em chứng có ông trời, nguyên lòng làm vợ của Hùng Tinh. Ta sinh vì giữ giao duyên sắc cầm, chờ cậu vui anh lựa lời thư bẩm. Mợ sẽ nói vào, còn anh ở Mai Dông. Hãy sáng giờ đừng có sợ uổng công, một ngày không xa lắm mình thành đôi vợ chồng. Xin hỏi trong nhà này có ai là Hùng Tinh? Dạ tôi đây. Là ngươi à? Tuân lệnh quan huyện bắt ngươi về tội đánh người vô cớ. Quân bắt. Khoan đã, trừ giết bổn cường hào ác bá là có công, chứ tại sao lại có tội? Công tội gì đến công đường sẽ rõ. Quân bắt. Không, các người không có quyền bắt giữ người vô tội. Giải nó đi. Tử Yến, Hùng Tinh, chờ anh em vô với tội. Anh vô tội. Hùng Tinh.
không ước mong công hầu, lòng yên vui sống trong thanh bần, không sầu lo dòng đời ngược xuôi về đâu, đời nhân thế mùi đỉnh chung tranh giành, dù gian khó cháo rau nhưng lòng thanh thản, cùng hiền thế âu nhị vui xuồng dày, không giàu sang mang gì lời danh trần ai, ước mơ hạnh phúc luôn trọn đời. Trong giấc mộng say nồng mà ơi, mẹ ru con ngủ say. Con ngày sau gian dần vì muôn dân không lo cuối không ương hèn, trừ tham quan dấu cho công hồ khánh tương, đời yên vui ấm no muôn nhà. Ai ai ơi mẹ mong đời rạng rỡ cho tông đường. Riêng ta thì chẳng bao giờ mong ước con của mình được chức tước cao sang, để rồi sẽ phật lòng bọn ô lại tham quan, cũng như cha của nó nè, cuối cùng vẫn phải sống ẩn dật chốn thảo trang yên tĩnh. Phù Lan, thiếp đã thấy chàng mấy phen liều lĩnh, dám phê phán bọn công hầu dương bá của Đại Thanh. Nếu mà nói như vậy đó, thì thương thê nhi nên ẩn tích mai danh, cho số phận được yên lành nhiều hạnh phúc. Hiền thê à, ta không phải là hạng tiểu nhân, chỉ biết đắm mình trong những thú vui nhục dục, để mặc cho dân lành cơ cực đau thương. Triều đình nó thì xa vạn dặm, thềm ngọc khó kẻ vào, cho nên tiếng kêu vang không thấu đến ngôi cao, để cho bọn gian ác lộng hành gây tội. Phu Lan ơi, những gì thiếp hiểu mà không nhắc thì phu thê lụi đạo, nên mới thốt những lời khuyên nhủ Phu Lan. Kẻ biết mình không quán người, kẻ biết mệnh không tránh trời, kẻ quán người là không thông, kẻ quán trời là không trí. Trước nghĩa rồi sau lợi thì là vinh, trước lợi sau nghĩa thì là nhục. Vinh ấy xem thường, nhục chẳng núng nao. Kẻ hiểu biết thường trị được người, kẻ ngu dốt thường bị người trừng trị. Khôn cũng chết, dại cũng khó sống, chỉ có chữ biết mới tồn tại lâu dài. Hiền thê à, nàng cần phải hiểu, trước búa rìu mà dám can, trước giặc dầu mà dám nói hết lời, đó là trung với nước, nghĩa với dân. Mà đã là tôi trung á, thì không có sợ chết, còn sợ chết thì không gọi là tôi trung. À, bởi thế cho nên gặp lúc thời suy quỷ lộng, ta cần phải lanh mình ẩn vật chôn thảo trang, để cầu an cho thừa thái nhẹ nhàng, cũng để xem thường bọn tham quan, chúng đang dở trò dọc ngang, sẽ có một ngày dân chúng hoang thang. Tiếng kêu vang thâu đến điện vàng, thiên tử phải kinh hoàng, mới hiểu rõ ràng trắng đen. Tranh chấp lời quyền chẳng ai khen, chính trực công minh kẻ tiền, chẳng ai ngọc nát châu chiền, tham khóc đưa vào cho thế nhi. Chí
anh hùng sanh tử có xa chi, tròn trung quân nhân thế ít ai bì, thành bang minh đế trị vì mới diệt được loài tham ô. Trước mắt là mình bị chúng đuổi xô, cũng mai không chôn xác ở quan mộ, nếu chàng nóng nổi hồ đồ, mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc. Đã là một đàn sứ của người gió tiêm ốc, nét bút về ngàn giờ khi cao, lời quyền chẳng nung nào, xa vì phường cầu quan. Cậu ơi, mợ ơi, cứu Hùng Tinh với cậu mợ ơi. Rồi, có chuyện tới nữa rồi, tiếng la của con Tử Yến chứ không ai hết. Để thiếp ra xem thử thế nào. Khỏi ra cho thất công, nó vô tới bây giờ đó, bộ nào không nghe rõ cái tiếng kêu cậu mợ hay sao? Thấy không, tôi nói linh như miễu vậy đó. Sao, quậy phá người ta rồi bị chúng đập phải không? Hồng Tinh, Tử Yến. Dạ. Chuyện gì xảy ra cho hai đứa vậy? Dạ thưa cậu mợ, Tần Ái Sắc, con trai của quan huyện vùng này, là một tên dâm đảng. Chúng nhìn thấy con mới nổi máu tà dâm, định bắt hiếp con trong hành vi thô bạo. Nhưng mà chúng đã lầm, vì con có võ công chống cự. Ờ vậy thì được rồi, học võ chủ yếu là để tế khổn phò nguy. Chẳng lẽ con tế luôn thằng Hùng Tinh hay sao mà nó đi không nổi vậy? Dạ, dạ không phải vậy. Vậy chứ sao, nói cho ta nghe. Vì phần hồng của thế bởi gió phương giang mạnh, bình đông khó toàn thân, nhờ Hùng Tinh ra tay liều mình. Thấy ta khen thay tay ba thân trai đảm đang cứu an người yêu. Rồi cứ sao dương vào đến đâu cần to phân màu để ta tận từ. Con đã dạy cho phường một nước sâu dân bài học giữ thân, chứ vợ thôi dọc ngang với người xuân nữ. Gieo cảnh lầm than cho hàng lê thứ, vì vào đấng thân sinh giữa thế hoàng gia thanh quốc năm quay quyền. Để dân chúng quán thang thống hận lý phiền, còn dằn mặt kẻ tham quan quyết lòng không kiên nể. Ngờ đâu giữa thế thọ tước triều truyền nha lễ bắt Hùng Tinh, lập công đường xử tội trước tư dinh, bao là cũng nghĩ tình 30 con cảnh cao. Nếu lần sau còn hung hăng tàn bạo, tội tớ sẽ không tha vào địa ngục A Tỳ. Căm tức phương gian ác, hai người dân thám tới hỡi phu lang sao im lời, khi Hùng Tinh khổ nguy tính mưu chi, quân chuyên quyền tâm thề không để yên. Nàng đã khuyên hãy nên từ quan, duyên cớ chi là làng giang trời, lũ tham quan gây điều bạo tàn, ta tài sơ kém trí làm gì được đây. Cậu ơi, cậu là người học thức thâm sâu, cháu dương cảnh bể dâu bao nở dứt thầm tình, vào xa cửa không sân trình, tước quyền không muốn cung đình chẳng hay.
Tử Yến à, nhà ngươi đừng có tôn xưng ta như vậy, cũng đừng có thách thức ta. Bình sinh ta thường hay binh vực kẻ thế cô, tại Hùng Tinh muốn trừng trị kẻ tham ô, gieo thù quán mới đưa vào to chuyện. Ai da, nếu bây giờ mà ta ra mặt á, e phải dương tai tiếng, đối đầu nhau thì hận sẽ càng bốc cao. Cậu ơi, cậu hiểu tính con mà, không khoác lác tự hào, con chỉ muốn cho dân lành yên ổn. Dù thân xác dương vào thương tổn cũng đành cam, con chỉ muốn diệt tà gian cậu à. Cậu biết chăng, nếu Tử Yến chẳng bình an, đời con gái sẽ tiêu tan vì bọn xấu. Nỗi qua khúc nào ai hiểu thấu, chỉ còn nhờ công lý sáng soi. Công lý đó là ai? Là Tống Thế Kiệt Trạng Sư. Đã lắm đời ẩn mặt mấy năm dư, nay phải cần lên tiếng để trút niềm ưu tư. Dạy bọn tham tàn ô lại hạ quan, đừng giữa thế nghênh ngang hãm hại người hiền. Con tức mình yêu sức nên phải đành bất lực, tội trộm gà là đạo tặc, lãnh lấy 30 con mà nước mắt thay lời. Đất trời màu ám, dân lành chịu hàm quan, giáo thọ hình cậu chẳng gian can, tình lý ngại gian muôn thuở chôn vùi. Chỉ còn một cách thôi, tôn tiên sinh chính trực. Từng biển cài công minh để binh vực người hiền. Hai con hãy tìm ông mà giải tỏa ưu phiền. Chỉ có người làm đạo điên quân ác, nhớ phải nói rằng ta tâm nguyện nhờ ông. Phu lang ơi, chàng và tôn tiên sinh dù tuổi tác đáng cha con, nhưng vẫn xem nhau là tri kỷ. Xin hãy bút tỏa thơ đề vì dựng nước chung lo, nể tình nhau ông mới giúp cho, chớ nhắn miệng sợ rằng mình thất lễ. Phải đó cậu, vài hàng chữ mực tôn tiên sinh vì nghĩa sẽ giúp con. Cậu ơi, cùng chung dòng huyết thống, mong cậu giữ lòng son đừng phai nhạt. Hai à, tất cả quả là tài non sức kém, nếu ta bút tỏa thơ đề há chẳng làm trò cười cho bọn tham quan hay sao? Rõ ràng hai đứa dựa vào Tống gia này mới hành động ngược ngang, còn đơn thân độc mã đến cáo quan mới thật là quan ức, hiểu chưa? Thiếp chỉ sợ không có lời ủy thác của chàng, hai đứa sẽ... Thôi mà, đừng cãi ta buồn. Phu lang, phu lang. Dạ, tôn gia xin bái kiến Nguyễn Quang, chúc ngài trường thọ. Đáp lễ tôn trạng sư, mời ngài an tọa. Quân sĩ, dân trà đãi khách. Dạ bẩm ngài, chớ bận tâm trà nước, sở dĩ tôi đến đây có một điều bẩm ngay. Hùng Tinh dân sớ kêu quan cho rằng Nguyễn Quang khách bạc, nghe lời con dọa nạt người dân,
30 con đau đớn tấm thần, không hiểu tường đèn trắng giả chân, cũng chỉ vì câu phụ tử thăm ân. Bổn quan thọ ơn vua phải hết lòng trọn dạ, phân xử nghiêm minh cho tất cả được nhờ. Riêng Hùng Tinh hành động nhuốc nhơ, trộm gà của dân đạo tặc không ngờ, để làm gương cho tất cả mọi nơi. Đánh 30 côn cảnh cáo kịp thời, tội trộm gian đáng đem trừng trị, nhưng ai bắt quả tang chỉ điểm thế nào. Lý đầu dùng tha cho kẻ xấu bồn đào, rồi nở lòng nào du khống người ngay. Tôn tiên sinh, người bắt được kẻ tham yếu tài kém sức, nên hắn ta mới dở thói dọc ngang. Bổn quan mới truyền đội quân tinh nhuệ bắt giam, chỉ cảnh cáo đánh đòn thế nào là quyện quan không nhân đức. Ngài xử thế nghiêm minh vì lẽ ngay binh vực, thật đúng là phụ mẫu chi dân. Mong quyện quan nế giả phân trần, ai tố cáo Hùng Tinh là đạo tặc. Con trai của ta là thư sinh Ái Sắc, trong lúc dạo chơi bắt được hắn trộm gà, có lời khuyên mà còn bị hành hạ. Theo tôn tiên sinh, hành động đó có cho là oan ức không? Quan nguyện gia nghiên bất minh, đấy con long hành hiếp dân hiền lương. Hùng Tinh đứng ra cứu nguy giờ hiền, không tha tiểu nhân đã bài mưu sâu. Bình còn ác tâm đánh quan hai người, tôn gia cá gian giữa nơi công đường chẳng nhường tình nhau. Đừng nên trách ta cớ sao lòng hiền, ta phân xử đây không hề tha thứ. Quân binh hãy nghe bổn quan lĩnh truyền. Tên Hùng Tinh tội thứ nhất, trộm gà gieo chuyện xấu, lãnh chịu rối đòn không phục tùng, còn sanh sự rước trạng sư. Ta phân xử liêm chính vô tư, phạm tội lần thứ hai, truyền quân sĩ bắt Hùng Tinh lãnh tội 60 côn, cho chừa bỏ cái thối lũ lăng phạm thượng y lệnh. Khoan đã, cáo quan xét suy hàng thứ dân tâm lành, sao dương lãnh đòn rồi nghẹn ngào gào, thiên công sáng soi sư phân công mình. Thượng quan, quan trọn đức nhân chúng dân phục tùng. Hùng Tinh sao ác tâm bài sao phiền muộn, hỡi tiên sinh công bình nơi đâu, hoàng gia bước ai đâu từ. Mình sẽ ngài già quân sĩ đánh Hùng Tinh theo lên. Đừng đánh, đừng đánh Hùng Tinh. Hùng Tinh thâu hà, Hùng Tinh một chàng trai vô tội. Khuất pháp nếu nghi minh làm sai, cần sám hối để sau này xóa lỗi, lập công bồi đắp sang hàng. Đừng tham quyền cố gì làm cho máu lệ giang hoàng, tiếng gào thét thiết tha đau xót xa lòng dân khổ, phẫn nộ sẽ đưa vào nghiệp số chẳng may. Lời lão phu tiên đoan không sai, ỷ quyền thế hôm nay ngày mai đời tận diệt.
dầu hối cải ăn năn cũng phải đành dính biệt luật pháp của đại thanh trảm quyết kẻ tham tàn. Thà thí mạng nơi này để bảo vệ người ngay, làm ác cứ ra tay sẽ am tường điều nhân hòa. Thấm độc một đền hai ân dài quan trả, dầu chết cũng cam đành cho rõ và thanh cao. Được, ông muốn thí mạng thì cứ làm liều. Quân đánh Hùng Tinh theo lệnh. Trời ơi, quân tăng ác lòng hành hiếp người sao thế? Cái chết của lão phu sẽ làm sao được vinh quế của hoàng gia. Tôn tiên sinh, trời ơi, sao các người quá tàn nhẫn đánh đập một người tuổi cao gần đất xa trời, đã dày công tận trung báo quốc. Tôn tiên sinh, tại sao ngài lại liều mình cứu kẻ này? Trời ơi, quán uổng quá. Không, sự hy sinh của ta không bao giờ quán uổng. Để đánh thức một tâm hồn đang chán nản chuyện thế gian, cái chết của ta hy vọng người dạch mặt kẻ ác gian đã từng làm khiếp đảm bọn tham quan. Người đó là... Là ai? Là ai hả tiên sinh? Là Tông Trạng Sư Thế. Tông Thế Hiệp. Tông Trạng Sư. Tông Tiên Sư. Tông Tiên Sư. Tông Tiên Sinh. Trời ơi, nghe qua như sét đánh ngang mày. Thương thay cho một đấng anh tài, một quan lạnh lẽo thi hài, vì nghĩa vui tương lai. Gặm thôi đời đen trắng đuổi thời, xem mạng người hoàng mây bay, rồi đây định mệnh sẽ an bài, dân chung dương vào thảm tai. Trước khi lìa dương thế nghiệt cay, Tôn tiên sinh trăng trôi đôi lời bảo rằng có một người sẽ giúp đời trừ gian. Hùng Tinh, người đó là ai? Dạ, chỉ một câu rồi ông nhắm mắt ly trần. Người diệt bảo cứu dân, không ai ngoài Trạng Sư Tống Thế Kiệt. Im ngay! Phu quân, sao phu quân nỡ đoan tâm lòng chẳng thương, hai xe suy ra bao người rất chân thành, tâm hiền lương xác thân nay đành phai tàn tành. Ôi trời cao, tiếng quan thang làm sao thấu trên chính tình. Quân gian ác kế thêm vua mưu bài đắng cay, nghĩ đến tương lai thương con hiền tuổi ngu khờ, ta tự quan phải đầu thua tại lưu giang thần. Chàng nên suy đem tài cứu dân, vì sao phối dòng nghĩa nhân. Phu nhân ơi, để giữ gìn sinh mạng của thế nhi không bị chúng thị phi rồi thừa cơ quy di, để giọt máu của Trạng Sư Thế Kiệt sẽ kế thừa tâm quyết đấng thân sinh tròn đạo nghĩa muôn đời. Lòng sáng ngời như ánh thái dương chói rạng tuyệt vời, ta hy vọng vào con
không đổi dời lời son sắt. Nếu mà ra mặt với kẻ thù, bắt buộc sẽ liều thân. Thở tung hoành từng vì nghĩa trọn thâm ân, biết khi tiết phong trần hòa giọng bình vắng sang sang. Soi thấu bọn tham quan, mắt thầm khi đã sáng, ngày nay phải chăng chế vì thế sự suy đồi. Tiếc con thân phận ngu hèn, chỉ thô không vẹn tài hùng, để quân gian tung hoành hiếp dân sinh ngày lành. Ôi hỡi thiên công thấu chân tâm thành, thấu bao đành ngỡ tay, chỉ chánh thanh ban đầu còn ngại. Là dòng trung kiên khó yên thư mình, cần chăm lo giữ gìn. Tiếp sinh đã tạ phu quân thương thế nhi, tròn chung thủy nhưng đạo lý tam càng, trung nghĩa dẫn đi đầu. Quân thần trang phụ tử can, phu thi can là chỉ dỗ sao cùng. Cố giết tam can giả chẳng lao thông sự, rồi đầm tắm quên bỏ thanh triều, là thần tử phải đảm đang. Khi bè lũ tham tàn ông hết dọc ngang, bọn sâu một giả mang sẽ gặm lưng mòn gian sang xả tất. Thiếp là vẫn vẫn thoa nhưng thức vô hữu trăm, chàng hẹn yêu sức lùi lòng thanh bạch tay mờ. Ta thử giả các người chứ không thể làm ngơ, bọn ác hãy đợi chờ tống trạng sư đối chức. Phu quân, vu cáo kẻ hiền lương phải đối đầu cùng sự thật, ta sẽ đến công đường lột mặt lũ tham quan. Mặt dày mài dạng, ngươi cũng vẫn chưa khiếp đảm với đòn roi. Được, ta chiếu theo luật pháp, thử coi lá gan của mi bào lớn. Quân sĩ dạ! Khoan đã, đem luật triều mà hành động tiểu nhân, dù quốc thích hoàng thân cũng phải chịu thọ hình theo dương pháp. Trạng sư Tống Thế Kiệt, xin bái kiến nguyện quan, chúc đôi câu trường thọ. Đáp lễ trạng sư, người quan lâm đến công đường hà sự, mời an tọa. Bẩm ngài, lấy lễ đại khách như ngài quan nguyện rất là xứng đáng là phụ mẫu chi dân. Xin cho phép Kiệt tôi trả lại hai chữ quan lâm, vì đối với một trạng sư thất vận lỡ thời thì địa vị cũng chỉ bằng những thường dân mộc mạc quê mùa, nên cho tôi được phép đến công đường thỉnh nguyện. Lời kiêm tốn của trạng sư có hơi quá đáng, nhưng cách thuyết phục của người nghe đúng là danh bất hư truyền. Bổn quan xin nhận điều chỉ giáo. Ấy, lại càng không dám và vô cùng đắc tội. Khi dân mà ngạo mạn chỉ giáo quan, làm quan thích nhất là được quyền truyền lệnh,
giết tha, được quyền nói nè, được quyền sai nè, được quyền nhận tất cả những gì quan hỷ. Còn làm dân đau khổ nhất là chỉ biết nghe, biết dân biết dạ, phải biết thi hành, thậm chí khóc không có ra tiếng, cười mím môi thôi, chết chẳng dám than, quan ức cái rạch im miệng. Luật pháp có chí công xem như đã xong chuyện, thiên kiều cao giúp chín tầng mây thì gào thét với ai đây, đúng không? Trạng sư nói thế nghĩa là sao? Nghĩa là ngài phân xử bất minh vì ích kỷ muốn trả thù cho con ruột. Tống Thế Kiệt to gan, chính ngài mới là người lạm dụng tư hình. Tống Thế Kiệt, ngươi đừng vô lễ lờn kinh, ý tài hùng hãn nghìn ngàn, thánh quân phát ban săn phòng, tước quyền nơi thành triều, quyền đường là nơi phân xử, công minh sẽ tra phân mình, cớ sao nói ta hiêm dần, tội này là do ngươi chớ tranh, à ta chẳng dung gì tùng. Còn ngài cây thế quyền cha, tối ngày liều lỏng bê tha, chẳng lo giúp cha cứu đời, mãi vùi trong suy đồi, trong lòng ta dâm hao sắc, giở trò thất phu hai người, quán thu rắp tâm thông đồng, cùng ngài âm mưu đố quan tội tình. Sao ngươi dám nơi con đường, không kiên nể quan thanh triều, vào đây lòng ngả ngôn, luận nghiêm minh không tha rồi đòn. Có phải vì muốn tôi lặng thinh, khối lỗi lầm chỉ e bằng tay. Lần đầu tiên xúc phạm thượng quan, người đi ngay, ta tha rồi à đoàn. Hay, hay quá, xứng đáng là phụ mẫu chi dân. Kiệt tôi vô cùng kính phục, kính phục. Hùng Tinh, quả là nhà ngươi quá đáng. Ăn trộm gà trái phép, quan trên thương tình chỉ cảnh cáo có 30 rồi, đã không biết ơn mà còn lắm lời ngụy biện nữa hả? Kính thưa quan huyện, Hùng Tinh là cháu của Kiệt tôi, mũi dài lái chịu đòn, giữa công đường tôi xin chịu lỗi, chịu lỗi. Ngài không có lỗi, Hùng Tinh đã trưởng thành chứ chẳng còn thơ bé. Luật lệ đại thanh, ai làm nấy chịu, gia quyến chẳng liên can. Điều bổn quan rất mừng là trạng sư đã hiểu. Dạ tôi hiểu, hiểu ngài nhiều lắm. Dạ bẩm ngài, xin ngài cho tôi được thông hiểu một điều. Điều chi vậy Tống trạng sư? Bẩm ngài, Hùng Tinh lỡ lầm xúc phạm đến công tử và bị bắt ngày nào vậy thưa ngài? Ngày mùng 7 tháng 3 đánh người, mùng 8 tháng 3 bị quan quân bắt giữ, mùng 9 bị đánh đòn 30 rồi, còn mùng 10 thì đi trộm gà. Bẩm quan, sau khi bị 30 rồi, Hùng Tinh sức khỏe ra sao vậy thưa ngài? Cực hình 30 rồi chỉ để cảnh cáo thôi, dù không mất mạng nhưng Hùng Tinh cũng phải chịu thịt da tan nát. Mùng 7 đánh người, mùng 8 thì bị bắt, mùng 9 bị 30 rồi tan nát thịt da. Theo lời quan đã nói, dù không mất mạng cũng đau đớn khắp tứ chi, mà đau đớn khắp tứ chi làm sao đi cho nổi, đúng không? Từ đây mà đến làng Tân Thời đúng 30 chặng đường, thử hỏi đi bằng cách nào? Một chặng lết còn không muốn nổi đó chứ đừng nói 30 chặng. Ngươi gì? Muốn vu cáo cho người ta mà không nghĩ ra cái điểm này phải không? Được rồi, tôi chỉ điểm cho ông nghe. Được, người cứ nói. Có người cho tôi biết nó ngồi kiệu trộm gà đó. Đúng, đúng rồi, đúng rồi. Đúng ạ. Tại sao ngươi lại cười? Ăn trộm gà là phường đạo tặc, phải trốn lén mấy hành động tiểu nhân, bị đòn đi không muốn nổi
chỉ có quan trời mới dám thuê kiệu đi mà trộm gà. Rõ ràng chỉ có bọn ô lại tham quan mới thiêu dệt hiếp người quá đáng. Ngươi gì nữa, ú ớ rồi phải không? Nghe nói tiếp nè, đừng có ăn cơm hớt làm ta buồn. Nghe rõ đây, làm quan đại thanh ông phải biết tội ăn trộm lần thứ nhất chỉ bị cảnh cáo có 15 roi thôi. Nè, ông ghen dùng cho con trai mình phải không? Ý quên, xin lỗi, nói lộn. Nói lại, ông thù cá nhân cho con trai mới đánh Hùng Tinh 30 roi cho bỏ ghét, đúng không? Ngươi gì? Ta chưa nói hết. Nếu mà nó biết luật hả, nó kiện lên hình bộ, ông nghĩ như thế nào hả? Tổng thế kỷ có ta. Ngươi sao không xử công bình, trọn tình thương dân, lòng du phát ban hướng an nhàn, quan hiềm liêm chánh thay vua giữ gìn ba tánh lê dân. Muốn nhà yên vui sống thanh bình là do nhờ công của tôi trung thần. Nhưng nay ở quyên đường ngài làm không sống việc quan, ngài thay trắng đen sứ quan dân lành. Cây quyền con quan giờ thối ngang tàn tha hiếp lương dân. Đâu ngờ Hùng Tinh dám ngăn đường, lòng ghi thù nên sứ quan cho người. Tối ngày thăm mưu cùng với con mình đã rõ âm mưu tà gian. Công đường là luật pháp nghiêm hình, dù cho là quan thứ dân cơ hàng. Truyền bãi công đường, bãi công đường. Không được bãi công đường. Tội của ngươi đã phơi bày trước sau. Ý trời ơi, ở đâu vô đây vậy phu nhân? Ai xui phu nhân dám vào cửa quan? Chúng tôi là phường dân Lam Lu, quá ức lòng không thể ngơ tay. Ngài nên phân xử thẳng ngay. Con của ông lòng hành táo bao, dám giở trò trắng bướm nghênh ngang. Riêng tham quan tư người không minh bạch, tống trạng sư đã vạch trần đen trắng. Chối cãi được không hay chịu tội tình. Ngươi dám vào đây không xin hỏi thưa trình, còn dám lớn giọng giữa công đình. Tội tình này không thể thứ tha. Dạ bẩm quan hiền, nói vì quá bất bình nên xuất hiện thành đình. Khi tôi mong người miễn chấp mà bỏ qua. Ông là tống trạng sư rất hiểu rành luật nước, thế mà để hiền thê dẫm bước lỏng hành, lăng nhục quyền quan, có chứng cớ đành rành. Được, ta truyền bãi công đường, ba hôm nữa thỉnh đại quan phân xử bãi công đường. Định quan truyền bãi công đường, mời tất cả trở về chờ ba ngày đổi chức. Về thì về chứ, nhưng ba ngày nữa xử không xong, chớ trách bổn cô nương à. Hay quá, giỏi ghê ha, còn dám lớn giọng nghinh ngang. Ta mà biết trước chuyện này á, sẽ để nàng một mình để cho nàng tranh cãi. Thiếp có phải là trạng sư đâu mà tranh cãi. Nàng cũng biết được cái điều đó hả? Chẳng những không phải là trạng sư mà còn dám lớn giọng giữa công đường. Nếu nàng là trạng sư, đến chừng cãi không lại người ta chắc, chắc chắn là nha môn loạn phá luôn đó. Phu lang, lời lẽ của chàng nãy giờ cô ý phiền hà trách cứ, rằng thiếp chẳng nghe lời và không trọn chữ tòng phu. Nhưng phu lang ơi, trong khi bọn tham quan ô lại dần á quyền,
mà phu lang quá khiêm nhường coi nể kiên, để dân sinh thổn thức lũy phiền, tiếng kêu gào không yên vì quan quyền chuyên quyền, thế lực kiếm tiền mạnh được thua chúng dựa vào người thân cận với vua, đâu tranh nào phải là chuyện đùa, cũng chẳng giống như bán mua. Phu lang ơi, cây có dung bón thì gốc rễ mới bền lâu, cũng giống như ruộng lúa nương dâu cần người khai phá. Thiên tử là đứng anh minh tài cao đức cả, lại thu dùng phường ô lại tham quan hành động đê hèn, chúng kề cận thiên nhan dùng dòng quyền tiên kèn, chờ thánh ni ngợi khen là trung quân yêu nước, ai hiểu được nỗi lòng mong ước của người dân, muốn gặp mặt cựu trùng ban bu niềm ân, thương tội kẻ đời trong vạn lần không được thấy, là học khắp văn chương chàng nỡ nào bỏ lấy cầu tiết thao tiền nhân, xem như phải chung vui. Phu nhân đừng phiền trách, nghĩ hoàng cho chồng lòng thành khấn, Phật trời soi tâm tròn trung nghĩa, tháo ngày lưu giữ ngàn năm thì không tha thứ loạn thần. Nơi công đường phu lang chính nhân, sao không về kinh tâu thánh quân dùng luật pháp ngăn, cho bao người đau điên sợ nguy nan tống gia, rồi làm sao ngăn chống tất căm gan loạn thần thành bang. Hiện thế gắng đợi chờ ngày xử án tới đây, đèn trăng sẽ phân minh sao trước phơi bày. Tống Thế Kiệt đã qua thời gian ẩn tích, quyết ra tài đối nghịch với bọn tham quan, dù cho thịt nát xương tan, dẫu ngàn nguy hiểm chẳng hề than gian. Ôi Tống Thế Kiệt, bẩm quan. Điều chi? Dạ, có quan chi viện xin dập bái kiến. Mời vào. Tâu dân. Dạ, huyện quan xin bái kiến đại huynh. Hiền đệ đừng khách sáo, hãy đứng lên cùng đổi ẩm cho vui. Thưa đại huynh, vui sướng gì mà trà với rượu. Hiền đệ, chuyện gì đã xảy ra cho hiền đệ, mau nói rõ cho ta tường. Bẩm đại huynh, nhân ngày tiết nguyên tiêu, con trai của đệ, nó tên là Ái Sắc, cùng giải nhân dạo cảnh xem qua, để vui mừng cho nước non ta, được thanh bình thịnh dưỡng quán ca, khắp muôn dân nhà nhà an lạc. Bỗng gặp nàng thiếu nữ đương xuân,
nó phải lòng sao duyên bâng khuâng mới ngỏ lời ước hẹn hôn nhân. Nếu thuận tình thì giao bái thành thân, có ngờ đâu vướng vào tai họa. Người yêu của cô ta sắp trọn tơ mành, không hiểu rành nỗi nóng hành hung. Ái sắc bị đòn đau để tức giận vô cùng, mới cho đòi gã đó là hùng tinh vào nhà môn sao trước tỏ bài. Chẳng nể kiên còn nghinh ngang lớn giọng, tức giận không tha nghiêm trị rối đòn. Có ngờ đâu nó dính líu thầm tình cháu ruột của ngài Tống Thế Kiệt trạng sư. Hiền đệ nghe qua sao trái ngang thay, Tống Thế Kiệt anh tài lời thẳng ngay biện hộ. Để khó mà yên ổn được khi để con hiếp đáp dân lành, binh vực nhau huynh nghị không thành, chắc để đành thỏ tội giữa công môn. Đại huynh ơi, chúng ta đã tuyên thề đồng tử đồng sanh, dành thế lực quy danh tri phủ và quan quyền. Hôm nay để lâm dòng tai biến, sao huynh nỡ ngơ tâm trước chuyện rối của em mình. Chúng ta đã xem nhau là bằng hữu thâm tình, huynh ngã để nâng luôn giữ gìn từng giây phút. Tống Thế Kiệt ý tài gieo tuổi nhục cho chúng ta, hắn bảo rằng sẽ bẩm tấu hoàng gia, phường tham nhũng gian tà là tri phủ và quán quyền. Hưởng lộc chúa phì thân còn dở trò nguy biện, gieo cay đắng toàn dân hành động chuyện kinh hoàng. Cha cha, Tống Thế Kiệt lắm lời tạo chuyện cường quan, ta và hắn vô can sao hài danh tri phủ. Nếu cứ mãi lặng thinh xem như đành thúc thủ đối mặt quyết tranh tài, dù mất mạng cùng đành cam. Đại huynh nói đúng, nó xúc phạm đến đại huynh cũng như hiền đệ, phải cho nó biết tài uy vũ của chúng ta, phải lập tức thi hành kẻo thấu đến hoàng gia, sợ thiên tử lôi đình chí nộ. Đệ đã quên đại huynh mình là tường thành kiên cố, danh thân hầu khắp nơi đều ngưỡng mộ đệ năng, trừ thiên nhan và thái hậu hoàng. Đại huynh vẫn hiên ngang triều Thanh Quốc. Vậy thì tên Tống Thế Kiệt huynh xử trí ra sao? Đệ truyền lệnh nha lệ mời Tống Thế Kiệt trạng sư 3 hôm nữa đến công đường quan tuần phủ. Tuân lệnh. Truyền đội trạng sư Tống Thế Kiệt. Ý, tri huyện đại nhân, hôm nay ông không được ngồi ghế giữa nữa hả? Thái vị nhường ngôi rồi phải không? Tống Thế Kiệt, mi chỉ là một trạng sư thấp kém, sánh sao bằng tuần phủ triều Thanh. Đã hiểu rành luật pháp quy danh, không quỳ lại, tội gì người có hiểu? Xin lỗi nha, cho tôi hỏi một câu, tại sao tôi phải quỳ vậy ngài? Đứng trước công đường quan tột phẩm là lớn nhất, ngươi chỉ là một trạng sư tại sao lại không quỳ hả?
Tại sao nhà ngươi lại cười? Tôi cười ngài là phụ mẫu chi dân đã hiểu rành nghiêm luật của hoàng ân. Sao lời phán quyết dường như là ngớ ngẩn vậy? Phạm Tư Hưởng, nha lại đâu? Nè, ông không có quyền la hét ở công môn. Cần nên hiểu đây là chỗ phân xử của quan tri phủ. Tống Thái Kiệt, nè, tôi vẫn đứng đây có trốn đâu mà ngài kêu réo dữ vậy? Quan bắt tội tôi sẽ không xét lỗi của ngài. Ngươi... Xin lỗi nha, dù là tên tử tội sắp bị hành hình cũng còn được khoan hồng cho thốt tiếng biện minh. Huống chi tôi là khách được mời mà, chứ đâu phải tôi phạm tội. Phiền ngài sửa đổi lại dùng cái câu truyền mời trạng sư Tống Thế Kiệt, chứ không phải là đòi à nha. Theo lời của nha lệ vậy đó, đúng không? Còn việc bắt tội tôi không quỳ, xin cho tôi được nói. Nếu đúng thì ngài chấp nhận hãy sửa sai, còn không đúng phiền ngài giải lại. Nè, ngài là tri phủ của Đại Thanh, là tôi trung của hoàng đế. Trung chứ không phải nịnh nè nha. Tôi á được giải tú tài, là môn sinh của thiên tử Đại Thanh, được triều đình ban chức tước trạng sư. Ngài á chỉ có một chức là quan tuần phủ thôi à. Còn tôi hai chức lận à, tú tài nè, trạng sư nè. Thử hỏi ngài, giữa tôi và ngài ai hơn ai chứ? Tôi chỉ đứng chào là tôn trọng lắm rồi, chứ tại sao phải quỳ hỡi bạn đồng liêu? Chúng ta ngang hàng với nhau mà, phải không quan tuần phủ? Cha cha, hãy cho Tống Thế Kiệt đó ca gan dám lần quay với ta. Hôm nay chẳng tha cho người quá lòng hành chẳng kiên dè. Phạm Tư Quyền Đại Thanh á, mi đừng kêu ca khi đời xa ma. Đạo phủ quân tung lời chém đầu ngay. Bãi đạo phủ không nên nỉ thế quyền cao làm ngang hại người dân. Chí công luật điều thanh quốc nay còn đâu, mời ta đến nơi công đường không chờ lời bài phân. Thì quay hét la tung hoành đâu còn gì nghiêm minh. Chờ đi ta vào triều nghi tấu trình cùng thiên nhân. Chờ đó đi. Khoan đã, Tống Thế Kiệt mới được ỷ thị tài già mồm lẻo mép, dám xem thường tri phủ với huyện quan. Nơi công được phân xử ngay gian, mi cua môi múa mỏ mà bảo là không lỗi à? Ông nói người khác mà không thấy mình có tội, lại dám tự hào là thông hiểu luật của Đại Thanh. Tôi vào đây biện minh có dân sớ rành rành, sao ông không xem rõ cho biết giữ lành rồi mới xử có đúng hay không? Ta không thấy sớ của người. Ừ, ngài bảo sao? Không có thấy sớ hả? Chuyện này lạ thật đó chứ. Người nói thế là sao? Là như thế này, chuyện Hùng Tinh bị phạt đoàn quan là do tri huyện, chuyện phân xử cũng ở công đường tri huyện. Tri huyện bảo chờ xử lại, đến ngày xử tôi lại được mời đến nha môn của quan tri phủ Đại Thanh. Thật sự là ngạc nhiên lắm đó. Nhưng mà suy nghĩ không sao, ai xử cũng được, miễn là đen trắng phân minh là được rồi. Nhưng không ngờ lúc đến đây tôi bị hù nạt một hơi. Mà cũng không sao, thị quái mà, đó là chiêu thức mèo dờn chuột. Nhưng mà tôi xin lỗi nha, chuột này là chuột đồng mà, chứ không phải chuột lắc đâu. Cỡ mèo tam thể nhầm nhỏ gì, đấu lý thử lời để xem ai hơn ai. Không ngờ ngài tri phủ cũng giống như là quan huyện. Mạng phép tôi chỉ cách xử cho. Tống Thế Kiệt, ngươi qua
quan lớn thăng đường phân xử nghiêm minh. Cáo trạng phải kèm gọi từng người hỏi, không cần chờ nói chẳng đợi người thưa. Quan quyện không vừa phủ môn theo gốc, nghe lời ngon ngọt hối lộ vàng rồng. Sự ép bức công phì thân hưởng lợi, trạng sư tìm tới phân xử mau mau. Nếu mãi đón rào ha 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 ha, Tông Thế Kiệt là ta. Vì hùng tinh sao chịu cánh đòn, quán nát da thịt người, nguyên do cùng bởi vì ông truyền giả chân không thường. Vừa qua quyền phú đài, nhân xứ nơi công đường, công minh liêm chính còn đâu, lòng ác gian phơi bày. Đành tâm bức hiếp người ngay, sao quan tuần phu làm ngơ. Lời tôi cương quyết thầy không nương tình, lai kinh tàu giới hoàng ân, ngày xưa phân công bình. Cầm lời ngay chớ ý người sân trình, cửa không trang sư dám cả gan to tiếng liều mình. Đừng nên trách sao không thương tình, chờ ta tìm ra án tra thần tường. Nghe ông nói thêm xem thường, luận lý công đường, chốn thanh triều biết bao điều, dựng để ban hành. Thương hùng tinh sớ dân cầu xin, mong nương tình sẽ cho dân hiền. Hơi cao hoàng thanh liêm nơi nào, mau nói ngài. Được, nhà ngươi giỏi lắm. Chút chút thôi, ai giỏi hơn không được à. Nghe đây. Dạ nghe. Ta đã nghe qua quan huyện kể rõ chuyện của Hùng Tinh, cần phải có tiếng chuông thứ hai là trạng sư Tống Thế Kiệt. Xin dân tri phủ nghiêm minh hãy nghe lời trần tố. Chuyện xảy ra là do lũ chuyên con nghĩ cha mình là quan triều thánh nên lòng hành thái quá. Những dịp tết nguyên tiêu vô xuân nhàn hà, bỗng gặp khắp má hồng ai sắc chẳng buồn tha. Chẳng đường nàng tư toan dở trò ghẹo nguyệt triêu quang, hùng tinh bảo vệ người yêu nên mới xông ra đánh đập tơi bời cái phường dâm đang xấu xa. Quả gởi tay bay ấy rất là con quan quyền, ông ta muốn trả thù cho nên truyền nhà lệ bắt hùng tinh vu oan cho người hiền trộm mà cấp bất mình. Yêu thế phải lặng thinh để cho ông hành hạ, bị đánh 30 côn ôi xương thịt tan tành, lòng người tàn ác kiệt tôi mới vào nhà môn. Ta đã hiểu thông đầu đuôi câu chuyện, tất cả hãy đợi chờ ta phân xử trắng đen. Tên ái sắc dù là con của quan huyện, nhưng ỷ thị hiếp dân hiền, tội đó phải mang. Truyền bắt giam xử phạt 3 năm,
và 10 lượng bạc bồi thường người bị hại. Tri phủ công minh. Riêng Hùng Tinh đánh kẻ ác bảo vệ người yêu là không có lỗi, nhưng đã nhận ăn trộm gà phải chịu tội gian tham. 30 roi là cảnh cáo chuyện làm, còn ngoan cố sẽ giam vào cấm ngục. Hùng Tinh nhận tội. Hùng Tinh, có đúng như vậy không? Dạ, dạ quan huyện đánh đau quá, con mới nhận bừa cho đỡ bị đòn tan da nát thịt. Thì trời ơi, đúng là đồ ngu ngốc, mi hại chết ta rồi. Còn riêng trạng sư Tống Thế Kiệt, binh kẻ yếu, cứu giúp dân, đáng trang quân tử, nhưng đã là tú tài nhuần kinh sử, làm môn sinh nơi cửa Khổng Sơn Trình, phải ức lòng cứ biết sớ biện minh, chớ không thể nhiều lời nơi nha phủ. Binh việc kẻ gian tham là một tội, lộng hành giữa công đường thêm tội thứ hai. Tội thứ ba là chuyện tầm thường mà dựa quy danh của thiên tử chốn kim giai. Ba tội đó đáng lẽ phải bị xử giam, nhưng ta nể tình ngươi có công phò tá đại thanh, truyền đánh 30 trượng cảnh cáo tội hỗn hào cùng tri phủ. Quan tri phủ, ngài không được quyền. Nha lệ thi hành. Ngài không được quyền. Quan phủ. Lần này phải bắt gắt ngươi trả lại cho ta gấp 10 lần. Khóc cái gì? Nàng khóc cái gì? Thiếp khóc gì? Chàng nói rằng thiếp muốn giết chàng. Phu Lân, tâm tính chàng lúc này khó khăn quá, dường như những sự bực dọc bọn loạn thần chàng đều đổ trút lên đầu thi từ. Đạo tổng phu thiếp luôn dự dàng, thì lý do nào lại hại chết phu lang? Sao nợ sống của Thúy Loan? Qua tức giận căm ghét
bọn tham quan, nó không hết lại lòng hành. Với thế nhi ta sao đành giống nghĩa. Phu nhân ơi chớ vương sầu, chồng mà vợ dân bên lâu. Thầm sợ cánh bể dầu, dòng bão nơi đâu đưa đến cho mình. Lũ tà giang cậy thế triều đình, ta biết nhờ ai tố trình mọi chuyện và dạch trần bè lũ thân ô. Máu lệ đã rau khô mà quan kiên còn bưng đục, thôi thúc kẻ hiền lương mối hận không mờ. Thà thiếp mang tội sát nhân còn hơn là phải đợi chờ. Phu nhân, ta cấm nàng. Đừng, nàng đừng nên lòng giả thành chân. Nè, hãy đợi chờ phân xử thiệt hơn. Nếu nông nổi căm hờn, mạng sống phải vui cho. Nàng nên nhớ là chính khi danh môn. Bỗng nhiên dương tay biến dập dồn, hoàng thiên sẽ đổ người liêm chánh. Gánh nặng phổ vai chồng khi mà hiền phổ ra tay. Nàng hiểu chưa? Nàng hiểu ý của ta chưa? Phu lang, thiếp hiểu ý của chàng rồi. Vâng, thiếp xin nghe lời chàng. Vậy mới phải là vợ yêu vợ quý của ta chứ. Đến đây coi, đến đây yêu một chút coi. Hôm nay ta trông nàng đẹp lắm á, lại biểu rồi ôm cái coi. Xuống giận đau quá. Sao nàng cười vậy? Thiếp cười vì khi nhìn thấy gương mặt chàng ngô ngáo đáng thương, bị đau ở thân mình chứ nào phải đau ở hai tay đâu. Trong lúc ôm thiếp hôn mà còn giả vờ nhõng nhẽo. Trời đất ơi, hai chữ là ngô ngáo chứng tỏ nàng chê ta là giống như là con nít không? Rồi còn thêm gia vị bằng cái danh từ nhõng nhẽo, giống như ta là con của không phải, giống như con nít không bằng vậy, đúng không? Thì cũng gần như vậy đó. Hả? Nàng... Chồng của thiếp ơi, đừng có nóng mà. Thiếp nói cũng gần như vậy, là khen ngợi chàng lúc nào cũng vui vẻ trẻ trung, dù gian nguy không nản chí hùng. Con nít á là em bé, còn chàng hơn em bé một chút chút. Có nghĩa là quá trẻ, dù phu lang của thiếp đã có con. Phải vậy không? Vậy ta còn đường tìm thê thiếp nữa hang. Cái gì?
Thê thiếp hả? Nghe kỹ nè nghe. Nhịn ăn được, nhịn mặc được, chứ nhất định không có chịu nhịn chồng mà nghe. Chưa hết. Nghe kỹ câu thứ hai nè. Vào thì mùng ba, ra đó thì mùng bảy, hai sằng hai sải mùng chín mùng mười đó nghe. Dạ. Quả đúng là sư tử Hà Đông à. Cái gì? Chàng nhắc lại coi cái gì sư tử Hà Đông hả? Đừng nhéo ta nữa. Nàng nghe không có kỹ, để ta nói lại. Ta nói là quả là người mộng mà anh mong. Người mộng anh mong chứ đâu phải sư tử Hà Đông. Vậy là biết điều đó. Chàng đừng có quên rằng thiếp là con nhà Võ Điền đó nha. Ui da, sao cái chỗ này nó đau quá trời quá đất kìa, không biết nữa. Phu Lan ơi. Thôi bây giờ chàng hãy vào nghỉ an, sáng mai chắc chắn sẽ giảm cơn đau nhất mà. Đương nhiên là phải nằm ngủ rồi, chứ bước đi sao nổi. Mà lết thì đau thêm nữa. Ui da, này chắc nghi nằm sắp quá. Giả giờ cho chàng vui dạ, chờ thật lòng thiếp đang ngổn ngang tâm sự. Nước non lâm nguy thất phu hữu trách, dù gái hay trai cũng thanh bạch vẹn lòng chúng. Vững bước đường cùng không khiếp sợ, gió tam tam canh lễ ước đầy. Chàng mơ bên gối thiếp trong ai, thầm xót ngàn dân triều trên cành liêu, gió bất lạnh lùng thâm tiếng đơn. Hỡi trời hỡi đất sao mãi lặng. Quyết thay chàng gánh vác chuyện khó khăn, dù sướng rơi liệu ngã gian khu cần, không diệt lũ tham quan, thủy loan này thề không sống. Để rồi tan vỡ mảnh gương tìm lấy tàn ý, nhớ lại những câu thề, những cô mong gì trên vạn nẻo sơn khê. Phu quân
nhiều rủi ít may khi đã ra tay. Sức yêu thế cô khó chống lại gian thần, hổ muốn tung hoành thì trước hết hai ẩn thần. Thương nước yêu dân đâu phải chỉ lúc này, tóc liêu phủ vai gầy giông bão sẽ tan thay. Nếu như nát thân hồng mà giữ dân thân băng thì cái chớ thiên ngang là gương sáng soi đời. Ôi cao đẹp thay nghĩa khi tuyệt vời. Phu nhân à, nàng giảng trung với những lời ái quốc, nhưng tiếng khóc của trẻ thơ chờ đợi một tình thương, nó cũng sẽ vươn mình để bảo vệ quê hương. Trên khắp dạng nẻo đường có ta thì có nó. Tình mẫu tử thiêng liêng thương con làm sao bỏ, những trẻ nhỏ chỉ một người còn hàng triệu sanh linh. Thôi đành chốn liền thân sân, tại sao ích kỷ đặt tình riêng cho gia đình. Tiếng thông thi khiến ta cần biết, hay viết tham mộ triều thanh, tang thấy tiếng thơm lừng danh. Nhưng làm sao cung chương hoàng gia đâu hiểu, ai giúp cho ta tung hoành hiền thì ơi chúa xót thế lương. Mưu cao lòng không no, chàng đi đi khắp nơi nơi người trung sẵn có. Lỏng quyền thiên tử, tất cả cần lưu giữ tấm lòng trung. Riêng con bầu nhiệt huyết đã nấu nung, dù sương gió muôn trùng cũng kề bên cầu mơ. Chọn cái chết vinh quang cả tâm hồn rộng mở, còn hơn sống cầu vinh bằng lo sợ cuối lòn. Nên nhớ thang từng bậc bước đều sẽ không bị té, chúng ta phải mau mau đến đà đại nhân tuần phù. Ông được tiên thánh liêm nghiêm minh quy dụ, nếu binh vực A Tòng thì ta sẽ đến kinh đô được không? Hay hay quá, kế sách của phu lang rất cao xa, chọn hướng đi từ từ để giữ con đường phải. Theo ý thiếp, đừng dẫm vào sai trái. Đến Đà Tùng Phủ lúc này không phải một mà là ba. Mời nói rõ hơn đi, con không hiểu. Trời ơi, sao mà kém thông minh quá vậy? Lúc trước ta biện cãi cho nhà ngươi dân một sớ, còn bây giờ thêm Hiền Thê và Hùng Tinh là hai sớ nữa, có phải là ba không? Đúng không vợ yêu quý của anh? Dạ đúng lắm, và rất đúng với câu không ai hiểu vợ bằng chồng. Không ai hiểu chồng bằng vợ. Cậu của con giỏi quá. Sát nhân giết người, you
quả là phường xấu nhất một nước. Chúng ta thọ bổng lộc thanh triều, phải hết lòng báo quốc tận trung. Hai người dám xem thường dương lĩnh của thanh bang, một kẻ gì bệnh con hiếp dân chịu hàm quan, còn một tên dựa thấy thân tham của hôi, lăng nhục trạng sư của thanh quốc, thế rồi chứng dẫm vào lửa đỏ, đến đây cầu cứu với ta là nghĩa làm sao? Đại huynh, để cầu mong ân đức tối cao, xin thương xót nghĩa chi giao tình bằng người, chẳng phải để vì kim tiền quyến rũ, ấy chẳng qua cùng quan quyện kết thân. Đại huynh, thảm con thơ bị đánh đập tơi bời nên tức giận muốn cho Hùng Tinh nể mặt, ngờ đâu Tống Thế Kiệt tài cao xuất sắc nên lại cầu quan huynh cứu hai em. Tống Thế Kiệt dâng đến ta không phải chỉ một sớ, mà rõ ràng là ba sớ. Ba sớ? Một của hắn ta, hai của vợ, ba của Hùng Tinh. Nói rõ ràng các ngươi hiếp đáp dân sinh, còn của ngươi là ải sắc. Theo sự hiểu biết của ta là tên vô lại chuyên quyền gieo điều tai hại, ỷ cha phủ quan thân tộc hiếp người mưu bài sâu độc, tan thành dốc ngà thân ngọc đuổi kỳ chẳng thương xót tình. Còn là riêng nguy đứng đầu trong gia đình, không vô quyên lại còn tỷ hiềm riêng tư. A Tông hai người trung kiên để đại sứ về đến ta, thâm tình cam lành chia xa. Các người chớ đừng khóc là chẳng qua số phận ly hận, làm quan phải cần chữ công lý đầu bên vực. Không thật đành cam dương điều nhút nhờ, về đi thôi chớ làm nhọc ta. Đại quân, ta bảo về đi. Đại quân ơi, những người dũng cảm hiểu nhau trong chiến đấu, vợ chồng nặng nghĩa lúc tử sinh, huynh đệ thương nhau từ tay biên. Thà huynh đỏ mặt vì xấu hổ, bởi chọn bàn chi giao lầm lỡ, còn hơn đứng nhìn người trong tội phải chịu cảnh đầu rơi cùng với huynh là bằng hữu thâm tình. Huynh ơi, hãy nghĩ suy và xét lại lòng mình một lần thôi, để xin chừa muôn thuở cứu gỡ thoát gia hình ngàn kiếp mài ghi ơn. Dập đầu bài tỏ thiệt hơn, khẩn cầu quan lớn lòng nhân hải hà. Tông gia quỷ quái gian tà, nếu không hợp sức chung ta tiêu đời. Người nói cái gì? Ta mà sợ Tống Thế Kiệt à? Thọ ân vũ lộ nghiêm minh, được ứng sủng của triều đình, làm quán thù gì mà Tống gia mưu hại chứ? Đại quân ơi, ai cũng biết chúng ta là bạn thiếp, từ huyện đến nhà môn và quan lớn phú đà, đã trọng thể chỉ giao xem như thề một nhà. Đốn kỳ Tông gia cần bứng rễ, hắn chẳng kể làm gì miễn thế dèm pha. Tiên hạ thủ di cường là thượng sách cho ta,
huynh liêm chính tránh xa, nó nghĩ mình sợ hãi. Rồi cảnh cáo trình hoàng ân xét lại, dù quốc thích hoàng thân cũng phải chịu gia hình. Ây cha, lời hiền đệ làm cho ta hoang mang quá. Quan huyện chẳng nói sai đâu, Tống Thế Kiệt nghênh ngang vào tận nha môn, là hét thị quay, tự xưng mình là môn sinh cửa Khổng Sư Trình. Hắn vỗ ngực sẽ bài trừ bọn ô lại tham quan, luôn cả hoàng thân quốc thích. Dù thọ chức lớn nhỏ của triều đình, hắn cũng dâng sớ tấu trình thanh dương xét sự. Tống Thế Kiệt nói thế à? Đúng đó đại huynh, đệ xin cam đoan lời nói của mình. Theo ý đệ, trước hết huynh nên dùng phương cách vũ đầu đánh đoàn hắn về cái tội phá rối công đường. Trong khi bắt bạc câu chuyện không phải là chuyện. Dạ, sau lúc bị đòn đau, chắc chắn hắn sẽ tìm cách lên kinh đô để dâng sớ tấu trình. Chừng đó chúng ta sẽ cho người là thượng sách. Đối với Tống Thế Kiệt, ta là Thái Sơn. Đúng rồi, hắn chỉ là hòn sỏi nhỏ. Dạ đúng rồi. Hơn nữa, trên ta còn có chỗ chở che. Thôi được, để trọn thâm tình bằng hữu chi giao, chỉ một lần này thôi. Nếu hai người còn tái phạm, dạ không dám đâu. Chở trách ta sao loạn nghĩa đó nghe. Đa tạ đại quân. Xét tâm lành, ai mưu điều ác gian, hoàng thiên chứng minh hoàng gia nào hiếu tham quan gây điều tàn bạo, e thân này khó thế yên lành đâu. Tan buồn đưa đến chi lo, giờ hiện đau khổ đường ra đây kinh ôi còn xa. Ta tới rồi đòn hận căm tà giang. Quân dương
soi dừng. Quan tình giải tán trở thân quan dân mơ. Hiền thế ơi, từ đây đến đây kinh đường xa xôi nhiều vời, chỉ sợ cho chúng mình khó thể phường vô loại bất nhân, chúng chẳng hề tha thứ bao tâm hồn yêu nước thương dân, tròn trung với hoàng ân. Dù phải chúng thấy cũng đành cam chịu, chết một thân mà thanh quốc trường tồn, mặc cho nguy hiểm dập dồn. Giang nịnh cố làm biến thấm quá cồn dâu, bằng độc kê mưa sâu. Hai đứa đã hòa duyên chung một nhịp cầu, vẫn bên nhau dù dáng tuổi sầu. Chỉ thương cho con mình đầu xanh vô tội, trung quân cần phải hy sinh. Cậu mở. Ơ kìa, Tử Yến, con ta ra sao mà cháu lại đến đây thư thả vậy? Thưa cậu, Hùng Tinh nhắn về cho Tử Yến rằng cậu bị lâm nạn khi đến phủ quan. Ước lòng con quyết giả lướt quan sang, nên gửi em dạ nhờ vú trương lo giúp. Con đến đây cùng đồng tâm hiệp sức, rồi có mệnh hệ nào tấm da còn kẻ lửa hương. Trời ơi, nhớ con thơ mẹ chua xót thảm thương, vì đại nghĩa phải đoạn dân dương cùng con trẻ. Tử Yến rất tin tưởng vú trương nuôi giữ, cậu mở hãy yên lòng, người thừa tự vẫn bình an. Ta biết phải làm sao bây giờ. Ta nhớ ra rồi, còn có một đại nhân liêm chính hiên ngang, lòng ngay thẳng lũ gian điều khiếp sợ, bọn tham ô không thể nhờ che chở. Chỉ có một điều là người ở rất xa. Ở đâu vậy phu lang? Nơi đế kinh Sa Mã phồn qua, tăng hầu vẫn kế bên hoàng thượng. Rồi làm sao gặp được hả cậu? Hồng Tinh, em nhớ rồi. Mấy hôm nay nơi phiên chợ bàn tán xôn xao, chốn điện kinh sắp đến ngày Hoa Đăng đại hội, có thái hậu và thánh quân dự kiến khảo hạch tài thi phú của các quan. Tử Yến à, em nói dài dòng rồi nghe lãng nhách hà. Nói sao mà lãng vậy Hùng Tinh? Nãy giờ á, cậu nói chuyện tăng hầu, ông là người chính trực công minh, để chúng ta thưa trình điều quan ức, rầu muốn thúi ruột luôn à. Vui sướng gì đó mà xem hội Hoa Đăng. Hùng Tinh, Hùng Tinh đã hiểu sai ý của Tử Yến rồi. Dạ sai thế nào vậy mợ? Vì người chúng ta đã nhớ ra là cao quan triều nội, cho nên ngày đại hội Hoa Đăng gặp tăng hầu không khó khăn. Anh đó, biết một mà chẳng có biết hai, còn tài khôn lanh miệng, chỉ biết tát người ta chớ nào tiếc ngọc thương hoa. Tử Yến, chớ giận hờn Hùng Tinh, nên nhớ điều chúng ta cần bàn là phải thu xếp đi ngay. Đường xuống chốn kinh đô quang sáng vạn dặm, chậm bước chẳng gặp ai đâu, làm sao trà quán sâu. Thưa cậu, con đã hiểu rồi, xin cậu mở thứ tha. Tử Yến nên dung hòa, đừng vội chấp nể ta. Cậu mở hãy thương tình cho chúng
con theo. Đồng chia sớt khổ nguy, gian nan chung chịu. Trừ sạch lũ gian thần và bè phái tham ô, đời trai sẽ điểm tô cho thanh triều tươi đẹp. Phu lang xin hãy thuận ứng cho hai người chung hiệp, theo cùng với chúng ta đến kinh kỳ phồn hoa. Phu lang. Thôi cũng được, con của ta Tự Yến đã chu toàn rồi phải không? Dạ phải. Vậy thì tốt lắm, chúng ta cùng lướt sông tìm chân lý. Hậu và hoàng thượng muôn muôn tuổi, thanh quốc bền lâu, quả nhân biện lễ tất cả hãy bình thân. Hôm nay mừng lễ hội hoa đăng, lệnh kim thưởng rõ tài của trăm quan cào sĩ, ngoài võ lực định an lê thứ, đến văn chương học khách lào thông. Lưu tứ thơ tất cả nhuần lòng, cần phải nhớ giảng sử tùng nho chi khởi. Các khanh phải hiểu, văn tài bỉnh bút an thiên hạ, còn võ, võ tướng đề cao định thái bình. Cho nên ý của quả nhân bẩm thái hậu hiểu tường, đây không phải là khoa trường, mà là ngày đại hội hoa đăng, khảo văn tài của tất cả ba quan, để vui mừng cho non nước thanh bang, có người hùng bảo vệ giang sơn. Dạ, chúng thần tuấn chỉ, định thắng hoàng và thái hậu phán sai, vì thành quốc tương lai chẳng bao giờ giấu mặt rút tay. Xưa nay ai gia hiệu tăng hầu phò thành quốc nghiêm minh, ta vui mừng giữ vững niềm tin, từ văn tài lân việc chiến trình. Tâu hoàng thượng và thái hậu, đã đến giờ khảo hạch văn thơ. Được, quả nhân xin múa rìu qua mắt thợ, để các quan và dân chúng cùng nghe. Tâu dân. Thượng hữu quy chi, trung hữu thừa chi, hạ hữu phụ chi, tể bạch ý chi, thương lẫm tự chi, nhĩ bổng nhĩ lộc, dân cao dân chi, hạ dân nhĩ ngược, thượng thương nan khi, là nghĩa gì quan thừa tướng? Dạ muôn tâu, trên có sai đó, giữa có theo đó, dưới có phụ đó, chấp lụa mặt đo, kho đụng núi đầy, người bỗng người lọc, dân giàu dân khỏe, dưới dân dễ sai trái, trên trời khó dối. Hay, hay lắm, nghe qua trẩm dịch rõ hơn. Trên có người dùng, giữa có người theo, dưới có người phụ, lúa là đưa cho mặt, kho đụng nuôi cho ăn, bổng lộc của người là giàu dân, khỏe dân, công sức của dân. Đó là ám chỉ bọn tham quan,
đối với dân ngược đãi thì dễ, chứ với trời cao không tài nào với được. Hay quá hay quá, Minh Quân Thanh Quốc. Đến lượt ta, bất giáo nhi sát, vị chi ngược bất giới thị thành, vị chi bạo mạng lĩnh trí kỳ, vị chi tặc, nghĩa là sao Tăng Hầu? Và bẩm Thái Hậu, chẳng dạy mà giết là trái ngược, chẳng răng mà trách là hung dữ, truyền lệnh bắt buộc xem như là giặc. Và bẩm Thái Hậu, cho phép thảo dân và dịch nghĩa. Quan dân cũng là người, cứ nói. Dạ. Không giáo dục mà giết gọi là ngược, không răng bảo mà muốn phải nên việc gọi là bạo. Gặp chi ra lệnh đó, bảo phải tuân, tức là giặc. Hay, hay lắm. Quả là thông minh xuất chúng đó. Bẩm Tân Hầu, xin cho tôi được may mắn hầu ngài vài chữ. Thỉnh ý thừa tướng. Kỳ thân chính, bất lĩnh nhi hành, kỳ thân bất chính, quy lĩnh bất tùng. Dạ, tạ lỗi đại nhân, thảo dân xin được giải nghĩa luôn. Dạ. Làm quan cao mà thẳng ngay, chẳng cần ra lệnh, dân cũng thi hành. Trái lại, mình hành động tham ô, thì dù có phán lệnh, dân ngay dù chết chẳng tuân theo. Hay quá. Nội thị, dạ, mang cho ta 100 lượng vàng, để ta ban thưởng cho người tài trí thông minh, khiến thanh hoàng giữ vững niềm tin, còn dân ngoan còn non nước thanh bình. Dạ, tạ ơn thiên nhân, tấm lòng nhân hậu, thương nước yêu dân, cây lành chim đậu, nếu tất cả chân thành trên dưới như nhau, chắc chắn đại thanh là nước mạnh dân giàu. Hãy nhận lãnh số vàng để gọi là khen thưởng, sang năm chiêm bảng qua trường, áo mão cân đai kẻ nhường người kính. Nể trọng thư sinh tài cao tuổi trẻ, bổn quan kính mời văn sĩ đến tư dinh, ta dâng tiệc mừng kết nghĩa đệ huynh. Bái tạ thiên nhan, kính thái hoàng, đội đức Tăng Hầu, Tống Thế Kiệt biết ơn tri ngộ. Chân thành tôn kính, trăm lại gửi tăng huynh. Bởi sơ ý nội tình rối rắm, khó chống lại vì gặp người can đảm, truy vụ án tới cùng chắc sẽ lộ ngay gian. Nghĩ nghĩa xưa cứu các đệ khỏi gian nan, chận bước tiến của trạng sư Tống Thế Kiệt, hắn đã lai kinh. Đoạn tình với nhau ra tan bằng lưu, gieo điều nhục nhã kết thêm quan cừu, ta với các ngươi xem nhau như thù, buông phò xa tắc lưu để danh thơm bao người phục tùng. Nay đành mang tiếng ngàn năm kết thân tham ô, uy hiếp dân sinh thi ngôn lòng quyền. Làm lỡ nên đành gieo phiền, cầu thứ tha tội em. Thề quyết xin chừa tâm tà, nghiêm chánh minh làm quan ngài lành.
các ngươi hối hận đã muộn màng khi dám chạm trán cục trạng sư Tống Thế Kiệt. Người cũng ý đa mưu, chân thành hiểu biết, đã gặp được thánh hoàng sẽ tuyệt mạng cả ba. Hoàng huynh xót thương xin tha, mỹ tình bay lâu kết giao, ba em chết rồi hoàng huynh khổ đau, thì làm sao đành tâm để em tuyệt đời. Đừng lung lay lòng quyết chữ trung phò sang hà, dình chữ trung muôn đời nào mơ. Thôi rồi còn chi đời chúng ta nặng mang không phản loạn cùng cương thô, thà cam đành chấp nhận biệt ly nén sầu ngắn lễ đổ, âm thầm tiền bạc cố tri vào đáy mồ quan tàn. Các ngươi là phụ mẫu chi mà gieo rắc nghi kinh hoàng, đã trọng tội với thiên nhân vì tham quan hối lộ, còn gieo khổ đến bao người bằng hành động á quyền vua. Đem luật lệ thanh triều mà phụ quyết hơn thua, trên dưới nắm tay đua ai hiếp dân nhiều giàu bậc nhất. Lưới trời rộng thênh thang vẫn đỉnh hàng, còn mất khi gặp phải kỳ nhân đành chấp nhận gông xiềng. Vì mình gây đành cam riêng lạnh, gánh nỗi đau thương hiểu tường cả dài làm gương, chỉ mong huynh tình tri kỷ cứu qua tai nạn. Từ nay không dám vào điều sai, chỉ chăm lo từ tâm, bao lỗi lầm vĩnh đi kim bằng ngàn năm. Là người trí phải tu nhân tích đức binh vực, kẻ thế cô mới đúng nghĩa nhân hòa. Ta vạch đất chỉ trời như cột trụ kình thiên, trọn đạo với bản hiền sẽ vang cầu kim thường. Lần thứ nhất chúng ta cảnh cáo người lạc hướng, khuyên Thế Kiệt hiểu tường xóa bỏ chuyện hờn căm. Quan huynh trước sau gì, quan huynh cũng không bỏ các đệ, ơn sâu rộng nguyền ghi xương tạc giả. Quan huynh đến nay đệ mới hiểu rõ tấm lòng cao cả của quan huynh, để thề suốt đời này hầu hạ quan huynh. Thôi được, các ngươi mau vào Dũng Tư Dinh, để ta vào tận cung đình thỉnh cầu thánh ý. Xin vâng lệnh. Kẻ thấp người cao, ta đi đâu rất mau, nè thanh trổ tài cho trăm xem sao. Tướng binh giữa nơi trận tiền, giặc bao giây cũng không lo phiền, là nước cờ đủ thủ trung ương. Chiêu tương pháo dặn hai ngã, xe nước sông khó thể dung hòa, sĩ trận rồi chẳng lưa qua. Chốt ra khí xe quyết tâm giải dây, chỉ e na thầy ngựa không dẻo dây. Nè khanh biết rồi cam chịu bó tay, cờ chiêu tương thành dương thắng rồi.
Kim Thượng quả là đấng minh quân tài cạo trí giỏi. Trái lại Tăng Hầu hôm nay chắc không khỏe, cho nên mới tỏ ra mệt mỏi, sắc bần thần, tài giỏi cũng tiêu tan. Ôi, quả là thánh nhãn của Long Nhan, thần bận tâm suy nghĩ nên đành phải quy hàng Thanh Chúa. Chuyện có hệ trọng không mà làm cho khanh lo lắng? Dạ phải, thần đang lo lắng, muốn tâu bệ hạ. Đã hiểu tôi trung thần từ đầu, tâm khuôn phò thờ minh quân bao tháng năm. Những trái ngàn rồi trong lòng, gieo xấu xa cho thiên triều. Vì quyền quan cùng với tuân phủ, lòng hành hiếp dân ta. Dùng quyền quy cao tra rọi đòn, bao tiếng than vang trời. Xem thường gương sáng Triều Thanh, tham ô tranh giành. Khanh nên thấm tra nhiệt nhanh, vì cớ sao buồn lo đêm ngày. Khi cờ hàng cùng nhau kết giao, công hầu canh tướng quyền cao hướng chung sang giàu, nay có ngờ đâu nhục nhã khi am tường. Tăng Hầu khanh, trong sáu luật Tiêu Hà khanh đã rõ thông, cần phải nhớ, bất luận hoàng thân quốc thích, nghịch mạng giả trảm chi. Đối với trầm, dù cho tôi lương đóng cũng là phường tham nhũng. Riêng Hiền khanh, đạo Kim Bằng vẫn là kẻ tiểu nhân, cần dung gươm cắt đoạn tình thần theo quốc pháp, góp phần trừ gian ác. Muôn tâu bệ hạ, thuở hàng đi đang khó khăn, hai người em giúp cơm ăn ngày qua. Kinh kỳ thanh ban tiếng thần, nắng niềm ân bán cải sao tìm trao. Hiện giờ công thanh máu cao, em dướng vào thương đau, tâm nỡ nào xa nhau. Tăng Hầu xin thay thế nơi hoàng cung lãnh tội gia hình. Tăng Hầu, tại sao khanh hiểu rõ quan đệ mình phạm tội hiếp dân? Dạ, đã có người vào tận các lân dân cáo trạng nhờ Tăng Hầu phân xử. Người đó là ai? Trạng sư Tống Thế Kiệt. Tống Thế Kiệt à? Dạ, muôn tâu, người liêm chính công tâm, vô tư khí khái, trọn lòng trung sai trái chẳng chuyển lai. Giới thanh bang là một đấng anh tài, người bị hại là hùng tinh cháo ruộng. Theo trọng hiểu, đối với Tống Thế Kiệt, dù con, cháu nếu phạm quốc pháp cũng không tha thứ, thì làm sao thiên vị lũ tham quan? Tăng Hầu ơi, dù thương khanh trọn đạo trung can, trẫm khó thể chu toàn mọi việc. Chính thần hạ cũng kính yêu Thế Kiệt, đã xem thường dương tường lẫn vàng son. Chỉ khí cao dùng nước chảy đá mòn, cầu xin thiên tử giúp bầy tôi cùng Thế Kiệt tỏ lời trao đổi. Trao đổi như thế nào? Để Tăng Hầu bất mạng dưới kiếm đau, cầu tha thứ cho hai em được sống. Điều kiến nghị đó
Khanh biết chắc là Thế Kiệt sẽ bằng lòng sao? Và là Dương Đế Anh Minh cẩm chấp nhận ép người ngay quá đáng à? Dạ, Tăng Hậu đang chết. Khanh đừng trọng lệ, phàm di nhân quân giả, tu nhân tích đức, chính trực quan dân cho bá tánh tận lộ ân. Chư hầu đều ngưỡng mộ, tâm thiện chánh trẫm không muốn nhìn ai đau khổ. Đành lãm quyền vua trao đổi xem sao, trẫm sẽ đòi Thế Kiệt đến mau. Hiền Khanh hãy về dinh chờ đợi. Tuân lĩnh Thánh Quân. Thiếp phản đối. Nếu là chúa thánh, tôi hiền nhất định phải nhớ câu: trị quốc bất dũng nín thần, trị gia nghiêm răng thế tử. Chứ đừng nói chi đến lũ tham quan chuyên bất hiếp dân lành vô tội. Phu nhân, phu nhân, nàng phạm thượng e toàn gia đành mang lỗi với thanh triều thiên tử. Ngài anh minh sáng soi gieo niềm tin, thì làm sao sai lầm thầm nghe quân tham quan. Lòng lo lắng tăng quốc đại nhân, nghĩa ân dùng kim bằng. Ta e quân gian trọn đời sống an. Thì thôi từ quan, còn gì ở nơi triều loạn, khi tham ô nhớ như bên cường quyền. Ta vốn người hiền lành thế cô, từ lâu ân thân quên đời, không ai lắm nguy gì thù ích chi. Quyền dân tâm riêng thái nương, bà hiền lành sẽ không tha phương lòng anh. Thành chân ta hiểu, và phu nhân chỉ sợ đời dân chúng thiệt thân. Mi phương nào trình tấu với hoàng ân, thanh ban nghiêng ngửa điêu tàn bởi bọn tham quan. Chữ trung ca khó phai mờ cùng với thời gian, hai bình tĩnh dưỡng ngày mai rạng anh quy hoàng. Non nước nhà vui hưởng vẻ vang. Bẩm cậu mợ, có thánh chỉ của triều đình, chẳng biết tin lành hay là tin dữ. Thánh chỉ của triều đình à? Được. Thánh hoàng vạn vạn tuế. Tống Thế Kiệt đã xem qua thánh chỉ, phải cần tiếp vào điện các gặp quả nhân. Thanh Dương ứng ký.
chưa tưởng, thầm lo sợ chưa thân. Phù xấu hiểm tiểu nhân, luôn cẩn kề cùng vững tử. Phu nhân, bất luận điềm lành hay dữ, phải gặp vua thử thách chuyện ngay gian. Có một điều ta căn dặn Thúy Lan và hai cháu. Điều thứ nhất, nếu sử mai người Trung bị hại, tất cả phải trốn đi cho quan trái chẳng vào thân. Còn điều thứ hai, không phiền cách hoàng ân, tìm quy ẩn nơi rừng sâu núi thẳm. Còn điều thứ ba, nuôi con trẻ lớn khôn bằng tình thương sâu đậm, chẳng cho con chìm đắm trong chữ công khanh. Sống cháo rau đạm bạc sẽ yên lành, lời dặn bảo tâm thành đừng sai trái. Thiếp phản đối. Phù Lan chàng nên nhớ, ở địa vị cao phải phòng lúc hiểm nguy, giữ trách nhiệm nặng nề nên ngừa phúc gặp tiểu nhân. Được vua chúa yêu thương, chàng cần nghĩ sẽ có ngày bị hại. Lời mẫu phân rất đúng, núi càng cao mây mưa càng nổi, nước dẫn sâu thùn luồn luôn nảy nở. Quân tử gìn đạo nghĩa, không bắt lưới tiểu nhân. Cậu ơi, người ta có tự khinh mình nên mới bị đời khinh. Mình muốn quỷ nhà mình, tức khắc sẽ có người phá bỏ. Cũng như ngu trung không toàn mạng, tin tưởng sẽ thiệt thân. Thôi im đi, tri nhất bất tri nhị, biết một mà chẳng biết hai. Nghe đây, việc quan trải nại ở lúc mới làm nên, chứng bệnh nếu tăng thêm bởi quên lo khi vừa bớt. Hoạn họa sinh ra vì tâm xấu, đạo hiếu suy kém vì binh vực gia đình. Nếu ta không quân tử, chẳng thấy kẻ tiểu nhân. Không có kẻ tiểu nhân, ai hiểu được người quân tử. Chỉ có giữ trung nghĩa mới là điều vinh dự. Chuyện mai sẽ đem tới, tay biến khắc lui đi. Phu Lan. Phu nhân, đừng nói nữa. Phu Lan. Ta cương quyết không lùi, thử thách cùng ta gian. Gương hùng luôn soi sáng, cảnh giác phường tham hô. Phu Lan ơi, tâm tư quá lo lường, thường đứng trung lương. Điều gian nguy bất thường sẽ dương dòng tàn thương. Phu nhân, chuyện đó mặc ta, nàng đừng lo lắng. Phu Lan, ta đã quyết định rồi. Giờ con trẻ theo cùng sinh, tiếp bước kế bên hiền nhân. Đồng nguy hiểm sát chia trên, dầm đường gian khổ nguy nan. Vào cung số cái câu, qua ngang trình thôi, ta đã quyết các ngươi đừng cãi nữa. Lời ta đã dặn dò người sang sông cấm phải lưu đò, lòng không nên tiếc thương phải tranh dòng nguy biến tai ương. Tình phu thê biến dương, chung thủy chờ tương phù. Nhờ thái hậu cứu an ngàn dân khổ. Ra người ăn thế bông nhưng bài mãi quá kiếm, thành lòng manh hổ kim càng trường xa. Vì đời không màng ngàn lần hiểm nguy chờ mong, góp vô gươm mây quy lực hào hùng. Trong tâm can sụp sôi hơn căng ngàn
Mạo phạm, cầu thái nương tha thứ. Cung nữ đừng làm náo động. Nàng kia, nàng ở đâu tên gì? Tại sao dám đột nhập vào Ngự Uyển Cung dưới đêm khuya thanh vắng? Bẩm thái hậu, tỷ nữ là hôn phối của trạng sư Tống Thế Kiệt. Chồng của nàng là trang tài tuấn hùng anh, tại sao dám để cho vợ của mình giở trò ám muội? Tâu thái hậu, gây kinh động đến người xem như là chuyện rủi, mong bà hiểu tận tường, tha thứ kẻ cầu mái. Quá bất bình phường giáng lĩnh chốn Long Ngai, nên thần vào cúng cát tỏ bài niềm u uất. Nếu như đó không chất chứa tâm gian, giữa nơi vườn thượng quyển thanh ban hay trình bẩm nỗi lòng trắc ẩn. Đội ơn thái hậu vì hoàng gia hạ chiếu bằng sai triệu tông lang chàng vào nơi cung thầm lòng lo không biết an nguy nên dân thân liều mong đến cung chi nghe Phật phòng đời vương nhi. Thái hậu ơi, thân có dài quá hẹn, bất chấp tiếng thị phi tìm vào chung cung di tu trần lời chung thủy. Nước non lắm nguy thức tu nghĩa ghi trước sau về hưng thịnh suy vong tròn đạo lý chân thành. Thương xã tốt đại thanh và muôn vàng dân lành sắp ngựa nghiêng với bảo viện quân tham nhũng. Mà cháu của kẻ này cũng là một nàng nhưng quan tri huyện Long Hành chẳng biết dạy con, trái lại sự rắn đòn hùng tinh gây rối loạn. Tên ai sắc con quan dâm tà quá đáng, người thấp miệng thế cô làm sao dám chen vào. Nhưng quan huyện sai thì còn có phủ đà và những đại quan lương đóng của triều thanh, chẳng lẽ tất cả cũng là tham quan ô lại hay sao? Bẩm thái hậu, họ kết nghĩa với nhau lúc đồng cam cộng khổ, nay đồ đạt sang giàu tăng hồ không phụ bàn chi giao. Tăng hầu à, ông là người chức trọng quyền cao, dù nguy hiểm ra sao cũng hết lòng che chở. Quan tuần phủ và trí huyện Lộng Hành vô cơ, tông lang cơ dân lành nào sợ hiểm nguy. Thiên tử hạ chiếu vàng đòi vào tận cung di, giờ lại cầu thái hậu đặt trì giải nàng. Lời phấn rõ ràng nàng là người có lỗi, nghĩ tiên tử sai lầm sẽ đắc tội với thanh bang. Còn giam ma quyền phu diệt nước đảm đang khi quân dòng thượng phải mang cực hình. Thiết ngữ quân thái
đâu nhớ nương nương, xin tha thứ tôi tình trọn đời luôn trung quân. Khi nhớ ơn thương hoàng chẳng qua tăng quốc tiên hiền thân vào cầu thiên nhang, chớ che chớ quân tham mù á quyền. Ai tin lời ngươi cam đoan thành tâm, lòng tôi mang trớ giết người trời cao xếp dùm đừng tha má hồng vàng toàn đời. Theo ý nàng ta phải làm sao? Bẩm thái hậu, nếu muốn rõ trắng đen thỉnh thái hậu đối diện cùng thiên tử. Được, thái giám quan tất cả theo ta vào lĩnh phụng cát cung thỉnh thái hậu. Bảo quyền đức cao muôn trùng, hiền khanh nghe trầm mi phân qua, chúa tôi tâm sự đôi lời thiết hơn khanh vững tâm. Lại hầu quan ân phước ban chu toàn, thần xin tuân chỉ thiên nhang, tôi trung dư vẹn thảo lành lo cho hiền khanh chí kiên cường đường thẳng sông pha, làm đẹp giả hoàng gia dung hòa cùng khanh tề. Đối với bọn tham ô lộng hành tá tề, gieo kinh hoàng máu lệ đến toàn dân căm phẫn hận. Trầm tức giận vô biên khi thấu hiểu mọi điều, nhờ sự chân thành liều lĩnh của Tống gia làm cho bọn gian tà khiếp đảm, sợ mất mạng mới diễn cầu bằng hữu tăng quốc phiên. Đại công thần khó tư vị tình riêng, nhưng lo nghĩ ưu phiền bởi nghĩa ân ngày trước. Vào linh phụng cầu vua xin trao quan trả thước, rồi lãnh án tru di cho ba em được sinh tồn. Lời thiên tử thần thêm nế kiên tăng hầu, hùng anh nghĩa tình xứ cho vuông tròn. Sông cạn đã mòn dẫu mất còn tâm ý không phai, thật là xứng đáng trang công thần phò vua giúp đời. Lời thương cảm làm cho quá nhân đẹp tình, giờ đây ngỏ lời với khanh chân thành, nên thương tăng hầu tha chết thường mang trá tham ô. Đo đài biên trắng tước chức làm phú suốt đời. Tấu bệ hạ, đối với bọn tham quan là sâu dân mọt nước, nhường bước sẽ tổn thương trong việc giữ sang hàng. Tăng hầu đã có công bình định yên hòa, cần nghiêm trị phường xấu xa ích kỷ mới xứng đáng bậc công thần chính khí trung. Huống chi bọn tham quyền ỷ thị nghinh ngang, hành động giả mang tìm thấy kiệt bao lần toan sát hại,
tha bọn chúng tồn sanh sẽ buộc vào quan trái cơ nghiệp thành ban thần sợ phải điêu tàn. Giọng tấu với thánh hoàng hiền khanh dẫn nghi quan rằng dương đế thanh ban chỉ thân mà che chở, quốc pháp phải nghi minh thần trung quyền chống đỡ. Như con thảo giới cha hiền rồng mở niềm tin. Tống hiền khanh, theo trẫm nghĩ, nếu là người quân tử không chấp điều nhỏ mọn, làm ơn không nghĩ khó nhọc mà không quán, chánh chẳng sợ tà, nghĩa khí nhưng chẳng kiêu căng, ra ngoài luôn bình tĩnh mới đúng là người trí. Và muôn tâu bệ hạ, thần xin phép được nói. Gần son thì đỏ, gần mực thì đen, gần người tài thêm trí, gần người hiền luôn sáng suốt, gần kẻ ngu thì bị ám muội, gần lũ nịnh thì nghe bợ đỡ, nếu che chở chắc chắn mắc sai lầm. Khi quân giọng thưởng trăm quá chân tình, khuyên giai giữa cung đình chẳng tuân theo thanh ý dám, ngược ngàn lấn quyền vua có còn chi hả. Trăm lánh cực hình nguy khổ riêng mình, chỉ mong sao dân nước sớm nhàn an dứt lầm than. Sao ngữ hoa ngôn lòng giá dập dồn, hồn pha sẽ ra ma. Lên truyền đạo phổ thủ đem thế kiệt gia hình. Khuynh thân thi lễ, tạ linh vị tiên hoàng, chúc mẫu hậu miên trường vĩnh cửu. Thầm ân cố hữu đa tạ chí tôn. Phu lang, chàng vẫn bình an chứ? Chính nàng thỉnh thấy hậu vào linh phụng cát à? Vâng. Và bẩm mẫu hậu, thần nhi đã làm gì nghịch ý để mẹ hiền thỉnh linh vị đến cát lân? Phận làm con luôn giữ đạo thâm ân, cầu thái hậu phân trần sao trước. Ta muốn hiểu để cùng lo cho non nước. Hình như thanh bang đang có quả tham quan, hối lộ bài thêm chuyện ngược ngang, hiếp dân khổ đòn roi chẳng dứt, có phải không Dương Nhi? Dạ bẩm mẫu hậu, mẹ hiểu rõ đó, chính là sự thật. Tri huyện quan và tuần phủ rất tham ô, sự hiếp dân bạo động hồ đồ, ham của hối xem thường quốc pháp. Rồi Dương Nhi phân xử thế nào khi chuyện tài trời thấu đến thiên nhan? Dạ thưa mẹ, chiếu sáu luật tiêu hà theo luận án, trai phản quốc tội ưng xẻ thịt, còn quan tham ô thiên tử. Dạ thương nghĩ tăng hầu xin tha. Tại sao liên can đến tăng hầu? Dạ thưa, vì tăng hầu cùng quan tuần phủ với huyện quan nặng ân nghĩa kim lan quyết thệ. Là thiên tử anh minh, con nhận xét chuyện đúng sai. Dạ bẩm mẫu hậu, đương nhiên chánh phải tấn tà, nhưng tăng hầu cầu khẩn với hoàng gia xin thay mạng cầu tha cho tam đệ, con khó thể nhìn trang khai quốc công thần lìa dương thế, cho nên con ỷ quyền giết người hiền cho đầu mối tiêu tan. Dạ thưa mẹ. Dương Nhi, thật có phân nên lời.
sai. An ngôi vua do bởi lòng công bình, khắp nơi nơi đều mang ơn thánh chúa. Sao nhân tâm tình nghe cùng gian tà, chẳng thương dân đem gia hình người trung lương. Con tân tường lời quan nương nên ân cần mời huyên can qua giải cho đôi đàn. Nhưng không ngờ người giống ân dương hoàng, tâm khinh thường thiên nhan thanh triều, nên quyết tâm gia hình pháp trường khai đao. Thiên vương ơi, thế biết phải xử sao khi thiên tử lòng hành tàn bao. Chẳng còn nghĩ tôi hiền tâm ngay tháo vì tin nghe phường vô đạo phán thanh trào. Nào thấu hiểu muôn dân đang tuôn đổ máu đào, trên sâu dưới làm theo tiếp tục vào chuyện ác, tan nát cả cơ đồ còn quỷ bạc tiền nhân. Con hành động trái đời xiên thiếp chẳng vô ân, tiếc thay bởi số phần vua ban thần tuân chỉ. Hãy chờ đợi thái nương cùng tiên hoàng trí kỷ, nhờ linh vị chứng tri thái hậu trọn câu thầy. Dạ thiên tử trọn thần khang lại mẫu hoàng giảm dần, dương nhi sẽ ân cần nay mực cầm cân, linh truyền giữa chốn các lần, tha cho thế kiệt giáng phần chúa tôi. Dạ đội ơn thái hậu, thiên tử anh minh. À, thì ra là các ngươi. Các ngươi đúng là bọn tiểu nhân đốn mạc mà. Muốn diệt khẩu mới giết người bằng cái hành động giả man. Chúng ta đã bị bắt vào đây, các ngươi muốn gì hả? Tổng Thế Kiệt. À, Tăng Hầu, ông còn đủ can đảm đối diện với tôi nữa sao? Hỡi con người một lòng hai dạ, hạng tiểu nhân với hư danh quân tử, ngụy biện với người hiền, sao không thẹn với lương tâm? Tất cả hãy quỳ xuống nghe ta phân xử. Hùng Tinh. Dạ. Ngươi bị đánh đòn 30 roi vì quyền thế của quan triều. Đã bao lần dân sớ kêu quan chỉ đón nhận sự phủ phạt bức hiếp phải không? Dạ bẩm Tăng Hầu, những lời ngài đã hiểu đó là sự thật. Quan quyền. Dạ. Nhà ngươi vì tình cảm cá nhân bình còn hiếp người quá đáng có đúng không? Dạ bẩm quan huynh, dạ, dạ đúng. Tuần phủ. Dạ. Đánh quan quyền 30 roi về tội vì tình riêng sai quốc pháp. Quan huynh, quan huynh. Lĩnh ta truyền. Đến. Tuân lệnh quan huynh. Hiền đệ, hiểu cho ta. Huynh cứ thi hành đi, cứ thi hành đi. Đánh đi, đánh đi. Ây da, ây da, ây da, ây da. Ây da, chết 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 rồi quên đi, chết rồi. Ây da, đau quá. Ây da.
tuần phủ là phủ mẫu chi dân liên minh chính trực, phải giữ công bình cho bá tánh noi gương. Có ly nào chung bè lũ rước tai ương, gieo tiếng xấu để tông đường tủi nhục phủ đa. Dạ. Đánh tuần phủ 30 roi, quan quân thi hành theo lệnh. Quan đệ, có tội phải đợi. Quân cứ thẳng tay đi. Quan đệ, Tổng Thế Kiệt, 30 roi đền trả cho Hùng Tinh, 30 roi trả lời cùng Thế Kiệt. Còn Phú Đà, nghe ta hỏi, người sát cánh cùng ta sanh tử có nhau đã được bao nhiêu năm rồi? Dạ, dạ đã được 13 năm. 13 năm. Mười ba năm trước chúng ta từ là hàng khô rách áo ôm, cho đến khi trở thành môn sinh của sân trình cửa khổng, rồi chim giải khôi nguyên hưởng nhiều danh vọng. Ta cứ nghĩ ngươi sẽ là nguồn sống của muôn dân, có ngờ đâu vong phụ hoàng ân giọt nước đổ đầy sân, thử hỏi để làm sao hốt lại. Cộng dân hiến cho đất nước trong phút chốc phải vướng vào quan trai, hiền đệ đã sai lầm trong chính nghĩa trung lương. Hoàng huynh, hoàng huynh, lại hoàng huynh tha thứ tội, hoàng huynh tha thứ tội. Một lãi này ta đáp nghĩa chi giao, hai lại tả từ nhau trước giờ vĩnh biệt. Đừng mà quan quân, quan quân. Tăng hầu à, tăng hầu, chúng tôi sẽ tâu với Thái hậu và Thiên Nhan bỏ qua vụ án này, chứ lòng dạ nào để lễ tràng nhìn máu đổ đầu rơi. Tăng hầu, thố tử Hồ Biên đau xót lắm ngài ơi, thỏ nhỏ bị chết chồn nghẹn tiếng sầu bi ai quan. Quan huynh, lại quan huynh tha tội, lại quan huynh tha tội chết. Quan huynh, lại thứ ba chịu tội, lỗi kim bằng gì quân phán. Đoạn tình thâm tăng hầu đành thi hành án trạng. Tăng hầu, thánh hoàng gia lâm. Dạ, kẻ bao che tội phạm cúc cung, đầu kính bái thánh hoàng và thái hậu. Quả nhân miễn lễ. Nghĩ Dũng hầu tăng quốc viên hay bình thân? Đội đức Thiên Nhan và thái hậu. Tăng hầu Hiền Khanh. Dạ. Với thanh quốc, Khanh là tôi lương đóng, trẫm vị thân sẽ tiếp tay cho mầm mống phản gian. Thái hậu chẳng thiên tình để người tài thế mạng bọn tham quan, còn riêng Khanh, Khanh cũng lãnh tội chở che quân tham nhũng. Dạ, muôn tâu bể hạ, thần ngạo mạn dâm xem thường quốc pháp,
hiểu mình sai đã diệt mạng tham quan. Giữa cung vàng cho thánh hoàng yên tâm, gieo thảm cảnh hờn tâm để bao người thù thắm. Đến hôm nay hối hận đã muộn màng, tiếng khóc than dân chung quá kinh hoàng, để diệt lũ hung tàn quân pháp nào dị thân. Ôi kim bằng thiên thu hận, thương bản hiền thương thân phận, suốt đời lẫn đần vì chữ trung máu rơi cùng vàng. Lễ tuôn tràn nhìn hiền, nhưng chúng tôi cũng đau lòng xót dạ. Phụ quân ơi, xử sao cho vuông tròn. Kẻ liên can xin cúi đầu nhận lãnh cực nghi hình, vì huynh đệ thâm tình tâu bài điều bất minh. Thánh quân và thái nương nên trị tội, để làm gương cho trăm họ lánh xa. Đóng kỳ nhân thứ tha và độ lượng, chớ thống hận phường tham ô. Chúng tôi mong nghị Dũng Hầu thương cảm mà bỏ qua, lo việc nước khó dung hòa cùng kẻ ác. Trời còn thương chúng tôi không bạn bạc, sợ gian sang tan nát phải thi gan. Chiều nhục nhã đòn roi quân tham nhũng, phận thế cô chờ công lý minh quang. Để dân lành quốc ích tư thang, dần quan chiếu nhờ thiên nhan thánh nhãn. Bọn vô loại ác tâm đã đền xong tội trạng, riêng tăng hầu che chở thì tội ra sao? Trẫm lệnh truyền tạm pháp khai đao, xử tử Tăng Quốc Khuyên liền can cùng quân ác. Quan tống giá mạo phạm đình án lệnh thánh quân, xin đừng để thiệt thân trang công thần khai quốc. Nước loạn mới rõ tôi trung gia bần sinh, con hiếu hay hiểu lòng gia đấng trung lương, vì nghĩa chiều giang hình. Nghĩ Dũng Hầu xứng đáng nghiêm minh bảo vệ triều đình, giết là giết kẻ làm điêu linh dân tình ta tháng, cần trân trọng giữ gìn người nâng đỡ gian sang. Bởi đạo lý kim bằng người trí phải đa mang, trừ diệt lũ bảo tàng thì quốc thái dân an. Bên cạnh của hiền tài thanh bang luôn bền dừng, tăng hầu lụy thân sinh dân trơ gan chịu đựng. Thế kiệt cả toàn gia đồng hưng tội cho người, không thể đứng nhìn thấy cảnh biệt ly. Thánh quốc sẽ ngậm ngùi nếu mất tôi trung liệt. Lại thái hậu từ bi nghe những lời thông thiết, thiên tử mở rộng lòng thay đổi giết thành thân.
Nhờ con giặc tôi loàn mới thấy được anh hùng giữ nước. Dương Nhi hỡi, trái lòng sao trước, tha tăng hầu hòa khuôn phước thiện lương, cho thanh bang bền vững miên trường, ban phước lẫn tình thương để cung đường quan hỷ. Thần Nhi lĩnh ý. Hỡi các thanh, dạ. Nghĩa muốn cho tròn nghĩa, tình cho vẹn chữ tình, tăng bất phiên được xóa tội giữa cung đình, phục cửu chức nghĩ dũng hầu anh tướng. Đội ơn bệ hạ, bay tạ thay nương. Tống Thế Kiệt và phu nhân nhân hậu trọn đức lành, liều chết chống tham quan, để gia ban khen thưởng giữa điện vàng, phong chức tước trung giang hầu thanh quốc. Dạ dạ, cảm tạ đức quân dương thương nghĩ, nhưng Tống gia nuôi ý chí sẽ từ quan về quê xưa sống cảnh thanh nhàn. Dạ, vui đạm bạc cháu rau bên thê tử. Dạ, lại kim thượng cùng thái nương tha thứ, mùi công khanh như án phù du, chẳng khác nào lá rụng giữa chiều thu, sẽ chìm đắm vào mấy mù giống bầu. Tống Kỳ Nhân cùng nhau phò vua sao nỡ ra đi cho ngài phiền lòng. Triều ca chờ mong tôi tháo trung lương trọn đời hòa đồng. Mình ta lẻ bóng nhìn trời xa, nhiều ngày qua lìa tình thân, thiết tha mơ trùng quang. Nhờ nghe lời phân ta quý yêu khánh trung thần rạng ngời, thà vui hàng vi cuộc sống an nguy do trời định phân. Vàng son chung hướng tìm về quê, đời cười chê phần hiền khánh lối vua dương tội to. Ngày sau tương quan nghĩa tình, giờ đây gian sinh khâu trinh, quan gia nương nương hiếu dương, đừng nài ế tôi trung. Vàng đang làm cho đất nước, còn người con thầm chờ mong ngày hồi hương. Nhau khi trung quang hùng tính năng ơn minh chúa ngai vàng thanh trừng tạc loạn, tham quan mờ tang lưu giữ danh thơm cho người nghèo nàn. Cuộc xin tự yên đời hồng nhan giờ bình an nhờ trời ban. Bái tạ dương hoàng biệt tăng hầu, cầu an hảo.